chuyện vũ cơ đông cung giới thiệu cô khanh tuyết đã được định sẵn là thái tử phi nơi hoang vu dã ngoại nàng cướp đi ngựa của phụ thân ta ném một nén bạc xuống rồi nói đây là tiền mua ngựa hành trình của phụ thân ta bị chậm trễ không thể đưa bà đỡ về nhà kịp lúc thế cho nên mẫu thân ta chết trên giường sinh phụ thân ta nói muốn đòi lại công đạo cho mẫu thân nhưng lại bị cố khanh tuyết tưởng là tên ăn mày trong cơn tức giận đạp trúng ngực phụ thân ta khiến ông mất mạng ngày đưa tang phụ thân ta cũng là ngày đại hôn của cố khanh tuyết nàng trở thành thái tử phi tôn quý nhất quốc triều hết văn án sau này trong đông cung có thêm một vũ cơ lúc thái tử nói muốn ban thưởng cho ta thì cố khanh tuyết chạy vọt vào nàng ta không nói gì cả mà vung tay cho ta một cái tát nàng mắng ta là hồ ly tinh nhảy múa lắc mông nói ta vì muốn mê hoặc thái tử mà thấp hèn đến cùng cực dù cho ta chỉ nghe theo lời thái tử nhảy múa trong khuôn phép nhất định nhưng cô khanh tuyết vẫn cảm thấy tức giận nàng nói mặc đồ kiểu vậy không phải là muốn quyến rũ thái tử sao tất cả mọi người trong đông cung đều biết rằng thái tử phi vừa hay ghen còn vừa nghĩ nhiều nàng đã bước vào đầm rồng hang hổ thế mà lại có suy nghĩ muốn cùng thái tử một đời một kiếp chỉ mới đại hôn được hai năm mà số lần cãi vã của bọn họ đã đếm không xuể dù thế nào thì hoàng hậu cũng muốn nhét vài thị thiếp cho thái tử hoặc là ban thưởng những nữ tử xinh đẹp làm ấm giường chuyện này vốn cũng bình thường thôi. Hơn nữa con nối dõi của đương kim thánh thượng ít ỏi, trên 50 tuổi mà chỉ có một vị hoàng tử duy nhất, chính là thái tử. Hoàng gia cần khai chi tán diệp. Trọng trách này đương nhiên rơi vào người thái tử. Mà hai năm nay, cô Khanh Tuyết chưa từng mang thai. Không chỉ mỗi thánh thượng mà các đại thần trong triều đã bắt đầu sốt ruột rồi, họ e sợ hoàng gia không có người nối dõi, nóng lòng muốn đưa mấy vị tiểu thiếp xinh đẹp vào đông cung nhưng sau khi Cố Khanh Tuyết biết chuyện thì luôn ẩm ý trong đông cung. Khi còn trẻ, Thái tử Chu Mục ái mộ nàng, đặt nàng ở trong tim, cho dù có khó chịu mỗi khi cãi nhau nhưng cuối cùng hắn cũng hạ mình để dỗ dành Cố Khanh Tuyết. Nhưng dẫu sao Khả Mục cũng là Thái tử được mọi người kính sợ. Một hai lần còn thấy thú vị nhưng quá tam ba bận, ai cũng sẽ tức giận mà thôi. Lần này hắn bực tức lắm rồi. Mới vừa cãi nhau ẩm ý xong, hắn muốn gọi người hiến vũ, ta mới có cơ hội đến bên cạnh hắn. Sau khi cố khanh tuyết biết chuyện, nàng lập tức vọt vào trong. Mặt ta bị đánh tới mức đau rát. Nhưng ta không dám phản bác. Chỉ vì nàng là thái tử phi, là nữ nhân tôn quý nhất đông cung này. Nàng muốn mạng của một vũ cơ, nó đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Cho dù nàng luôn rêu rao khắp nơi cái thứ gọi là bình đẳng, nàng nói tất cả mọi người đều như nhau, không hề phân biệt nô tỳ hay chủ tử. Cũng vào thời khắc này, nàng lại hoàn toàn quên mất những lời đó ngươi chỉ là một vũ cơ hạ tiện thế mà dám dụ dỗ thái tử quả nhiên là thứ không biết liêm sỉ cô khanh tuyết chút hết tất cả uất ức và tức giận lên trên người ta cho dù đầu sỏ khiến nàng đau lòng chính là thái tử ta quỳ trên mặt đất không ngừng nhận sai ta cực kỳ ngoan ngoãn không hề nói một lời phản bác nào cả cho dù ta không có sai nhưng ta cũng không thể nói được nàng ương bướng ta ngoan ngoãn hai tính cách hoàn toàn đối lập đứng kế nhau đến cả người ngồi phía trên uống rượu như Chu Mục, tự nhiên cũng có thể thấy một cách rõ ràng. Chu Mục biết ta vô tội nhưng hắn cũng không thèm để ý xem ta có uất ức hay không. Dù sao ta cũng chỉ là một vũ cơ tầm thường. Nhưng hắn và Cố Khanh Tuyết vừa mới cãi nhau xong, hắn tới tìm ta cũng bởi vì giận dỗi nàng thôi. Hiện giờ thấy nàng thật sự tức giận, mỗi một câu một lời mắng chửi của nàng đều thâm độc, hiếm khi mà hắn đỡ lời thay ta. Cô Khanh Tuyết, nàng ấy là vũ cơ do mẫu hậu tặng ta, không chỉ mỗi mình nàng ấy, trong đông cung còn có hơn mười mấy vũ cơ, nếu như ngày nào nàng cũng ghen tuông tranh giành như vậy thì làm sao có thể trở thành một vị thái tử phi chuẩn mực đây. Có lẽ là Chu Mục thấy hơi mệt mỏi. Thời niên thiếu có yêu thích như thế nào thì bây giờ cũng đã làm phu thê hai năm rồi. Ngày ngày đều ở bên nhanh, ban đầu còn sẵn sàng dỗ dành, liên tục nói lời ngọt ngào với nàng. Nhưng hai năm qua nàng chưa từng có con nối dòng. Chính hắn cũng nóng vội, Cô Khanh Tuyết không sinh thì cũng không sao. Thế gian này có rất nhiều nữ tử nguyện ý sinh con đẻ cái cho hắn. Tình yêu và thiên hạ. Đối với một người đứng trên đỉnh danh vọng mà nói, trước giờ hắn đều phân biệt rất rõ ràng. Đó là sứ mệnh của hắn. Có thể là nàng không ngờ Chu Mục lại nói lời có sức sát thương như vậy. Trên gương mặt tràn đầy ngạo khí của cô Khanh Tuyết hiện lên vẻ không thể tin rồi sau đó hai dòng nước mắt lập tức trào ra. Mỹ nhân rơi lệ, vừa thấy đã đau lòng nàng chỉ rơi lệ chứ chẳng nói được một lời nào cả, chỉ lặng im nhìn Chu Mục. Dáng vẻ đau lòng hệt như bị bỏ rơi, không còn một chút xinh đẹp tươi vui nào như lúc xưa nữa. Cô Khanh Tuyết không ngốc. Ngày xưa dù có cáu kỉnh như thế nào thì nàng vẫn hiểu rằng bản thân mình cần dựa vào thái tử. Chỉ là nàng quá uất ức rồi. Nàng không ầm ý nữa, trong lòng chỉ cảm thấy uất ức mà thôi. Sau đó dùng nước mắt để làm công cụ chứng minh cho mọi người thấy tấm chân tình của nàng đối với thái tử nước mắt của nàng khiến Chu Mục yếu lòng rồi. Không thể để chuyện này xảy ra được. Cho nên ngay khoảnh khắc lúc Chu Mục dao động, sắp mềm lòng, muốn mở miệng làm hòa thì ta cúi đầu thật sâu về phía Cố Khanh Tuyết, y phục trên vai thuận thế trượt xuống, bả vai ta lộ ra. Nơi đó còn có một chấm đỏ hồng khi ta đến. Da thịt của ta luôn trắng nõn, một chấm đỏ hồng như vậy tựa như hoa mai nở rộ, luôn có thể gợi cho người ta vô vàng hình ảnh. Tất cả là do lỗi của nô tỳ thỉnh thái tử phi trách phạt. Bởi vì ta ngắt lời nên ánh mắt nàng dừng trên người ta, liếc mắt đã nhìn thấy phần xiêm y bị trượt xuống, lại còn thấy rõ chấm đỏ hồng nữa. Cô Khanh Tuyết lặng lẽ rơi lệ lúc nãy giờ đã trở nên tức giận không thôi, nàng hung hăng đá một cước vào vai ta. Nàng quá nóng tính, thế nên đã quên đạo lý một vừa hai phải, thấy cá đầy thì phải thu lưới sớm. Cô Khanh Tuyết trừng mắt nhìn ta, ngươi là cái thá gì chứ, xứng tranh với ta sao? bất ngờ tới mức không ai kịp đề phòng. Ta bị đạp ngã trên mặt đất. Bả vai rất đau nhưng nhìn ánh mắt tức giận của Chu Mục, ta chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng, ngay cả đau đớn cũng lập tức biến mất hoàn toàn. Đúng, phải là như thế này. Phải tiếp tục ương bướng, hung hãn trước mặt Chu Mục, sau đó mài mòn tình yêu trong lòng hắn từng chút từng chút một. Cuối cùng chỉ còn lại cãi vả và thất vọng tới mức chẳng còn sót lại cảm giác rung động lúc trước nữa. Lan nhân như quả, đây là câu mẫu thân từng dạy cho ta. Chu Mục đã uống chút rượu, vốn không còn tỉnh táo như thường ngày, hắn lộ ra lửa giận. Ngày thường, hắn vốn giấu lời muốn nói ở tận dưới đáy lòng, không dám phanh phui tất cả vì sợ nói lời thật lòng sẽ tổn thương nàng. Cô là thái tử đương triều, cô lệnh vũ cơ khiêu vũ giải sầu mà nàng cũng náo loạn như vậy, thậm chí là động thủ đánh người. Không hề có chút phong phạm của thái tử phi, nàng thực sự cho rằng cô không thể thiếu nàng sao. Vừa nghe lời này, Cố Khanh Tuyết tựa như là bị chọc giận vậy. Nàng chỉ tay vào người ta, trong mắt mang theo vẻ cực kỳ chán ghét, được, tốt lắm, có bản lĩnh thì chàng nặng nạp ta làm thiếp đi. Chàng tưởng rằng ta cần cái chức thái tử phi này chắc. Hai người cãi nhau càng lúc càng lớn. Ta vẫn luôn quỳ trên mặt đất, cứ lẳng lặng nhìn hai người bọn họ tranh cãi với nhau, nhìn cố khanh tuyết đẩy người yêu nàng ra xa từng bước từng bước một. Tốt quá! Chu mục đi từ trên xuống. Tựa như là cố ý chọc giận nàng ấy, hắn ôm ta từ dưới đất lên rồi đi thẳng vào tầm điện phía sau nếu nàng đã không cần vậy hôm nay cô liền nạp nàng ấy cô khanh tuyết vẫn còn đứng yên một chỗ đương nhiên là tức đến đỏ mắt thế nhưng nàng vẫn không chịu khuất phục như cũ thậm chí còn giống to lên được lắm chàng tưởng ta thực sự để ý sao dứt lời nàng ôm mặt vừa khóc vừa chạy ra ngoài lúc này chu mục đã ôm ta tới giường động tĩnh bên ngoài càng lúc càng nhỏ chu mục chỉ ngồi yên bên cạnh ta không hề có động tác gì khác. Trong lòng hắn ngập tràn lửa giận, thế nhưng vẫn không muốn nhận thua trước. Nhưng ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối vẫn nhìn đại điện trống không bên ngoài. Dù sao cũng là tình cảm nhiều năm. Người đã ở trong tim mình từ thổi niên thiếu, đến giờ đã thành thân được hai năm, chỉ mới hai năm mà đã cãi vã dữ dội như thế nhưng dù thế nào thì vẫn còn yêu. Ta đưa tay chỉnh lại xiêm y, ta cũng lấy túi hương lúc trước để sẵn vào ngực ra treo bên hông sau đó ta leo xuống giường và hành lễ với hắn. Thái tử nghỉ ngơi sớm đi ạ. À, nô tỳ lui xuống trước. có thể là nghe được giọng nói của ta, dường như hắn đã phục hồi tinh thần lại. hắn ngước mắt nhìn ta, trong đôi mắt ấy dường như có chút tò mò nhưng phần lớn là khó hiểu. hắn nhìn ta rồi cười. sao thế? ngươi không muốn được thị tầm sao? nữ nhân trong đông cung đều mong được thái tử sủng hạnh. cho dù không có danh phận nhưng đợi sau khi thái tử đăng cơ thì theo luật lệ đã có từ xưa. Nữ nhân được nhận nhiều ân sủng sẽ trở thành chủ tử trong hậu cung một cách danh chính ngôn thuận. Đó chính là bay lên ngọn cây, biến thành phượng hoàng. Nếu may mắn hơn thì còn có thể hạ sinh hoàng tử. Nếu hoàng tử có triển vọng một chút, biết đâu ngày sau còn được trở thành thái hậu, trở thành nữ nhân tôn quý nhất vương triều này. Cho nên được thái tử sủng hạnh, được thị tẩm là thứ mà tất cả những nữ nhân trong đông cung này mong đợi từng ngày. Ta cũng muốn nhưng không thể để hắn nhìn ra được nơi nơi trên mặt đất đều là hoa mẫu đan, vậy thì chỉ có một đóa bạch liên độc nhất không giống ai xuất hiện mới có thể nổi bật được nét đẹp gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Dị biệt lại còn duy nhất, khác biệt luôn luôn khiến người ta phải chú ý. Con người mà, ai cũng thế, người càng đặc biệt thì càng khiến người ta để tâm hơn. Ta nở một nụ cười khéo léo, lòng thái tử không ở nơi của nô tỳ, đương nhiên nô tỳ sẽ không có ý nghĩ quá phận. Chu Mục nghe lời ta nói xong thì có hơi trầm mặc hắn lặng lặng nhìn ta một cái nhưng ánh mắt hoàn toàn khác với lúc hắn nhìn ta nhảy múa lúc này ta cảm thấy ánh mắt của hắn nghiêm túc hơn chí ít là hiện tại ta đã thật sự lọt vào mắt xanh của hắn hắn khẽ cười sau đó cầm tay ta rồi hỏi nàng rất hiểu lòng người nàng tên gì ta rũ mắt xuống nhìn đôi tay đang nắm vào nhau kìm nén cảm xúc trong nội tâm ngoan ngoãn trả lời nô tỳ là thẩm khuyên dung nhà của chúng ta ở trong thôn phía ngoài thành Phụ thân ta là thợ săn, cả đời săn thú để mưu sinh. Trong bụng ông chả có tí chữ nghĩa nào nhưng lại có một cái tên rất dễ nghe, Thẩm Tri An. Sau này ông gặp A Nương ta đang chạy nạn. A Nương dịu dàng, mỗi một cái nụ cười, một cái nhắn mày đều vô cùng thủy mị. Bà ngất xỉu trước cửa nhà phụ thân ta, được phụ thân ta cứu. Phụ thân thương yêu bà ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ông chăm sóc bà một cách tỉ mỉ suốt mấy tháng. Cuối cùng phụ thân dùng hết của cải để rèn một cây châm vàng cho A Nương ta, đó là lễ vật cầu thân. Theo lời kể của phụ thân, ngày ông và A Nương thành thân, ông vui vẻ tới mức uống sạch một vò rượu, sau đó còn khóc lóc một hồi. Chưa hết, ông còn chạy tới và dập đầu trước phần mộ của phụ mẫu đã mất sớm của mình, ông nói sẽ đối xử tốt với A Nương cả đời. A Nương cũng có một cái tên dễ nghe, Dung Uyển Nguyệt. Cho nên tên của ta là Thẩm Khuyên Dung. Thẩm Chi An Khuyên Tâm Dung Uyển Nguyệt đến chết không đổi. Lúc đó ta mới hiểu được ý nghĩa tên của mình, tên ta là lời ước hẹn của phụ thân và A Nương, ta bịt mũi nói với A Nương diễn tả thái quá. A Nương liền cười rồi đáp rằng ngày sau Dung Nhi cũng sẽ tìm được một người phu quân mà trong lòng trong tim hắn đều là con. Ngại quá đi thôi. Khi đó ta đã nghĩ đợi sau khi muội muội trong bụng A Nương sinh ra thì sẽ đặt tên là gì nhỉ? Phụ thân yêu nương như vậy, cỡ nào tên muội muội cũng sẽ là minh chứng cho tình yêu của bọn họ. Ai nha, ngọt tới mức ê răng rồi. Là thẩm mộ dung, hay là thẩm niệm dung đây ta? Lúc đó, ta cứ nghiêng đầu ngồi trước cửa, rơi vào trầm tư suy nghĩ, phụ thân và A Nương luôn cười chứ chẳng chịu nói cho ta nghe, họ nói đợi tới ngày sinh muội muội ra thì ta sẽ biết được tên nàng. Thần thần bí bí. Thế mà, ta vẫn không đợi được đến ngày ấy. Ngày A Nương chuyển dạ, phụ thân ta đã vào trong thành mời bà mụ từ sáng sớm. Nhưng mà trên đường đi, suýt chút nữa ông đụng vào nữ tử mặc y phục xa hoa, nàng xông ra từ trong rừng cây ngoại thành, vẻ mặt vội vội vàng vàng tựa như là đang chạy trốn một ai đó. Phụ thân sợ tổn thương đến nàng nên gấp rút xuống ngựa xem xét. Lại không ngờ rằng nàng trực tiếp đẩy phụ thân ra, thừa dịp phụ thân không phòng bị mà đoạt ngựa của ông, sau đó lấy một thỏi bạc trong ngực ra, vứt xuống đất. Nàng nói đây là tiền mua ngựa, sau đó ngay ngang cưỡi ngựa rời khỏi. Bất luận phụ thân có la hét như thế nào thì nàng cũng không quay đầu sau này ta mới biết được cô nương kia là cố khanh tuyết là nữ nhi của thái phó đương triều đồng thời cũng là thái tử phi tương lai sở dĩ nàng cướp đoạt ngựa của phụ thân ta là vì nàng vừa mới cãi nhau một trận với thái tử cảm thấy chán nản lại có chút tức giận nên nàng muốn quậy một trận mới nói một câu không vừa ý nàng thì nàng đã chạy ra khỏi thành nàng nói muốn bỏ nhà đi bụi thái tử đuổi theo nàng liền không phân rõ phải trái mà đoạt ngựa của phụ thân ta chỉ vì để thái tử không đuổi kịp nàng Hai người quấn quýt một trận thế là cùng nhau cưỡi ngựa trở về kinh thành. Trên đường về còn gặp phụ thân ta, ông ấy nhìn thấy Cố Khanh Tuyết, ông cầm bạc ý muốn nàng trả ngựa lại, ai ngờ bị thái tử vụt cho một soi. Đơn giản chỉ vì thái tử thấy phụ thân ta nhếch nhác, tưởng ông là khuất cái chẳng biết trời cao đất rộng, sợ ông dọa người trong lòng của mình. Ở nơi hoang vu ngoài thành, phụ thân không có ngựa, trên đùi còn có một vết thương chảy máu đầm đìa đợi tới lúc ông ấy khập khiễng chạy vào trong thành mua ngựa và dẫn bà mụ về nhà thì a nương đã tắt thở vì khó sinh bà mụ nói chỉ cần đến sớm một chút thì a nương sẽ không chết nếu mà con ngựa kia không bị người ta cướp đi a nương của ta sẽ hạ sinh muội muội một cách bình yên vô sự sau đó cả nhà bốn người chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong thôn ta sẽ vỗ ngực đảm bảo với phụ thân và a nương nói rằng ta sẽ bảo vệ muội muội cả đời nhưng mà tất cả những điều này đã bị cố khanh tuyết làm hỏng Phụ thân lòng đau như cắt, sau khi ông mai táng A nương và muội muội xong thì cầm thỏi bạc kia tới phủ Thái phó, ông nói muốn đòi lại công bằng cho A nương. Buồn cười là Cố Khanh Tuyết vốn chẳng nhớ mình đã đoạt ngựa của ông khi nào, chỉ nói phụ thân ta là khuất cái phát điên, rồi lại nói rằng bản thân mình đã đưa tiền, hai bên đã thỏa thuận giá cả xong xuôi, nàng cảm thấy phụ thân ta cố ý đến đòi thêm tiền. Cuối cùng, nàng thấy phiền phức quá nên đá một cước vào ngực phụ thân ta, đầu ông đập vào tảng đá nên lập tức tử vong. Vì thanh danh của Cố Khanh Tuyết nên thái tử đã sắp xếp tội danh ám sát thái tử phi tương lai cho phụ thân ta. Bị phơi xác trong chợ 3 ngày, sau đó vứt vào bãi tha ma. Hơn nữa còn không cho phép bất kỳ kẻ nào nhặt xác. Cho nên tới lúc chết, phụ thân ta cũng không được an nghỉ dưới lòng đất. Thật sự là quá buồn cười rồi. Ngày Cố Khanh Tuyết xuất giá, mười dặm hồng trang đỏ chói, trên dưới kinh thành đều vui vẻ ăn mừng, hai bên đường phố đều được răng đèn kết hoa nhưng chẳng ai biết được đó là ngày ta đưa tang phụ thân mà từ ngày đó trở đi trong thôn nhỏ ở vùng ngoại ô kinh thành đã không còn nữ tử lương thiện thẩm khuyên dung chỉ có vũ cơ thẩm khuyên dung mà thôi túi hương ta treo bên hông tản ra từng đợt từng đợt hương thơm ngát trong hai năm qua ta đã học được rất nhiều thứ ngoại trừ kỹ năng nhảy múa ra thứ ta học giỏi nhất là chế tạo hương thơm mùi hương kia có lẽ nên phát huy tác dụng rồi chu mục nắm tay của ta nhẹ nhàng vuốt vuốt ve ve. Hắn vốn uống quá nhiều rượu, ánh mắt cũng không còn tỉnh táo. Thậm chí hắn còn đưa tay nâng cầm ta lên, thẩm khuyên dung, cái tên nghe rất êm tai. Tạ thái tử khen ngợi. Ta vẫn ngoan ngoãn như cũ, từ đầu đến cuối không hề nói gì nhiều. Mà ta chỉ đợi dược liệu trong túi hướng phát huy tác dụng triệt để, người trước mắt đã bắt đầu có chút ngẩn ngơ, ta mới đẩy hắn ngã xuống giường. Khanh tuyết, đừng kiếm chuyện nữa, có được không? trong lòng cô chỉ có một mình nàng, nếu như sau này cô lên làm đế vương, hậu cung tất phải có liên hệ tới triều đình. Cô cưới những nữ nhân kia cũng chỉ vì ổn định đại cục triều đình mà thôi, chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi mà. Nhưng nàng vẫn là người cô yêu nhất, ngôi vị hoàng hậu sẽ chỉ là của nàng, nàng ngoan ngoãn chút được không? Khanh tuyết, tim cô đã sớm thuộc về nàng. Hắn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng nhưng vẫn nhớ rõ cô khanh tuyết, luôn miệng nhắc về nàng ấy, trong ánh mắt có vẻ si tình xen lẫn với sự bất đắc dĩ. Làm thái tử, cho đến nay không hề dự tính có thông phòng, cũng không nạp chắc phi, trong mắt người ngoài hắn quả là một nam nhân si tình. Nhưng cô khanh tuyết muốn quá nhiều. Nàng ấy muốn trọn vẹn tình yêu của một người sẽ trở thành bậc quân vương. Rõ ràng, nàng ta biết chu mục chắn chắc sẽ không thể chỉ có một mình nàng, mà cho tới bây giờ chu mục chưa từng đồng ý chuyện một đời một kiếp với nàng, thế mà nàng vẫn gả cho hắn. Muốn trách thì trách nàng ta mà thôi Thế gian này, chữ tình đã thương người ta nặng nhất Nàng ta đã dính đến chữ tình Vậy thì ta đây sẽ tự tay hủy hoại tình cảm của nàng Ta đứng ở bên cạnh giường, nghe Chu Mục thì thào Nếu phụ thân và A Nương của ta còn sống Thì bọn họ sẽ còn ân ái hơn cả Chu Mục và Cố Khanh Tuyết Phụ thân sẽ không trêu chọc cho A Nương tức giận Mà A Nương vẫn luôn dịu dịu ràng ràng Nàng ấy là nữ tử tốt nhất thế gian này bọn họ chính là đôi phu thê ân ái nhất trên đời này nhưng tất cả những thứ này đã bị hủy đi rồi ta từ từ ngồi xuống giường cúi người nhìn chung mục đầu óc của hắn đã không còn tỉnh táo thậm chí đã bắt đầu mơ hồ còn coi ta là cố khanh tuyết mặt ta không biểu cảm mà cúi người xuống duỗi tay cởi xiêm y hắn ra trong mắt ta không hề có một chút ngại ngùng mà nữ nhân nên có thế gian này có trăm ngàn loại phương pháp trả thù loại dùng đao giết thẳng chính là loại sảng khoái nhất. Mà ta còn có một loại càng đã hơn, làm cho bọn họ càng đau khổ hơn để có thể tế cho linh hồn phụ thân và an nương của ta ở trên trời. Sáng sớm hôm sau, ta vừa mới tỉnh giấc, cô khanh tuyết đi đến tẩm điện tìm thái tử. Nàng liếc mắt một cái đã thấy ta ở trên giường. Tiện nhân, ngươi chính là đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Cô khanh tuyết hét lên một tiếng tựa như là gặp một tên phản đồ, nàng đưa tay muốn kéo ta từ trên giường xuống. Động tĩnh quá ồn ào khiến Chu Mục đang ngủ say từ từ tỉnh lại. Thầy cố khanh tuyết không ngừng lôi kéo ta, hắn lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt hắn tái mét, dùng lực đẩy ta xuống giường, sau đó sốc chăn bước xuống đất, muốn cầm tay cố khanh tuyết. Tuyết nhi, đêm qua ta uống hơi quá chén. Muốn khai chi tán diệp là một chuyện nhưng để người trong lòng tận mắt nhìn thấy cảnh này, Chu Mục vẫn cảm thấy đau lòng quá rồi. Lúc này, cố khanh tuyết đã rơi lệ đầy mặt, nàng nhìn ta bằng đôi mắt oán hận rồi tát chu mục một cái thật mạnh sau đó ôm mặt chạy thẳng ra ngoài còn về phía chu mục hắn nhanh chóng cầm áo ngoài ở bên cạnh mặc vào rồi đuổi theo ngay tức khắc từ đầu đến cuối hắn chưa từng liếc nhìn ta một cái nào nếu không hắn nhất định sẽ thấy khóe miệng của ta không kiềm chế nổi mà cong lên bây giờ bò lên được giường thái tử thì sao chứ trong lòng thái tử chỉ có một mình thái tử phi có thể sống được thì nói tiếp Tỷ nữ đứng ở bên cạnh vốn muốn hầu hạ Chu Mục rửa mặt, nàng thì thầm trong miệng. Ta nâng mí mắt, nhìn nàng một cái. Trong mắt nàng ta đầy sự ganh ghét, sau khi phát hiện ra ta đang nhìn nàng thì nàng ta liếc ta một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi cho là ngươi bò lên được giường thái tử thì có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Cũng không ngẫm lại xem thái tử phi có thể dung thứ cho ngươi không. Từng câu từng chữ của nàng ta đều chữ giao găm đơn giản vì nàng ta cho rằng tình cảm giữa hai người họ rất sâu đậm. Ta bò lên giường vào lúc này, Chu Mục có thể vì dỗ cố khanh tuyết, hắn không chỉ không nâng ta lên làm thiếp, thậm chí có khả năng hắn sẽ giết ta cho nàng hả giận. Ta đang rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên, ngay cả cung nữ cũng dám mắng thẳng vào mặt ta. Đa tạ tỉ tỉ nhắc nhở. Ta chậm rãi mặc xiêm y, sau đó gật gật đầu với tỷ nữ kia rồi rời khỏi tầm điện. Đúng vậy đó. Muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng thì điều kiện tiên quyết là ta phải sống sót. Cho nên sau khi ta ra khỏi tẩm điện thì đã gỡ một cây châm trên đầu xuống, ánh mắt nhìn về cung nữ đang vẩy nước quét sân cách đó không xa. Thời điểm thái tử phái người nói muốn gặp ta. Chính là lúc chạm vạng. Những vũ cơ ở cùng phòng với ta lộ ra ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, họ nháo nhào nói. Vừa rồi có cung nữ nhìn thấy thái tử nắm tay thái tử phi trở về đông cung, có vẻ hai người bọn họ làm lành rồi. Thái tử Phi rất hay đấu kỵ, đây chính là điều mà tất cả mọi người đều biết. Thẩm khuyên dung, ngươi nói xem ngươi gặp thái tử vào lúc này là phúc hay là họa. Tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Mục sẽ xử lý ta vì cố khanh tuyết. Không phải là không có tiền lệ như vậy. Dù sao Chu Mục cũng là thái tử, quả thực cung nữ muốn bò lên giường hắn rất nhiều. Hơn nữa, đương kim hoàng hậu hy vọng sớm ngày ôm cháu cho nên đã tặng không biết bao nhiêu mỹ nữ vào đông cung. Mỹ nhân có ý định trêu gẹo, Chu Mục lại là thái tử. Cố đôi khi ngươi tình ta nguyện, chuyện đó cứ vậy mà nước chảy thành sông, cùng nhau trải qua một đêm xuân. Chỉ là sau khi cố khanh tuyết biết chuyện thì nước mắt lương tròng, dáng vẻ như bị phản bội khiến Chu Mục tự trách vô cùng. Còn về cung nữ đã bò lên giường thành công kia, cuối cùng cũng biến mất tăm mất tích. Có người nói là bị đuổi ra khỏi kinh thành. Cũng có người nói là bị ném vào giếng trong lãnh cung. Tóm lại là không có tung tích, Đợi cho tới lúc hoàng hậu biết được chuyện này, bà muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Bây giờ đến phiên ta nên mọi người nhao nhau suy đoán kết cục của ta. Là biến mất một cách quái lạ như vị cung nữ kia, hay là xoay người trở thành chủ tử đây? Nhưng ta hiểu được, các nàng hy vọng là vế trước hơn. Bởi vì tình người ấy hả? Là thứ bạc bẽo nhất. Ta vừa mới đến tẩm điện thì Cố Khanh Tuyết đã cho người giữ chặt ta rồi ép ta quỳ xuống đất, đầu ngửa lên nhìn nàng thấp hèn ti tiện, phụ mẫu ngươi sinh ngươi ra, chúng chỉ biết dạy ngươi vô liêm sỉ đi quyến rũ nam nhân thế à? Trước khi tới, ta nghĩ ta sẽ nhịn. Bất kể cố khanh tuyết làm khó ta tới mức nào thì ta cũng sẽ ngoan ngoãn chịu đựng. Nhưng mà nàng cứ, cứ nhắc tới phụ mẫu của ta. Ta đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, gần từng chữ, ta không tốt số như thái tử phi người, phụ mẫu ta bị kẻ xấu hãm hại, ta không nơi nương tựa. Đương nhiên, cũng không ai dạy ta đối nhân xử thế nếu phụ mẫu ta còn sống phụ thân sẽ che chở cho ta mẫu thân sẽ dạy ta đọc sách viết chữ ta sẽ không trở thành nữ tử không ai dạy dỗ trong miệng nàng nhưng toàn bộ chuyện này không phải do chính tay nàng ta hủy hoại sao vậy thì đừng có trách ta chớ trách ta trở thành người mà nàng hận nhất trên đời này cô khanh tuyết không ngờ rằng ta sẽ cãi lại nàng ta sửng sốt trong phút chốc rồi lại lấy một con dao găm trong ngực ra ném tới bên chân ta Ta gọi ngươi đến vốn muốn đuổi ngươi ra khỏi kinh thành mà thôi, ai ngờ ngươi lại không biết hối cải. Nhưng ta vẫn không muốn lấy mạng ngươi, thôi cứ tính trên gương mặt này đi, xong rồi thì đến lãnh cung ở đi." Nàng nói với giọng điệu hiên ngang lẫm liệt, tựa như đang ban cho ta một ân huệ thật lớn. "Ngươi đã từng nói mọi người trong đông cung đều ngang hàng nhau, không phân biệt chủ tớ, nô tỳ hay thái tử phi. Lúc này đây, nàng đang thể hiện phong thái của kẻ bề trên, bắt đầu xét xử ta ta nhặt con dao găm trên mặt đất lên nhìn người vẫn chưa nói lời nào chu mục trong mắt hắn có chút phức tạp như thể là không đành lòng hắn vừa tính mở miệng thì cố khanh tuyết lập tức rơi nước mắt giọng nói nàng mang theo chút khiển trách chu mục chẳng lẽ chàng còn muốn tiếp tục phụ ta chỉ vì một nữ nhân vô liêm xỉ sao nàng vừa thốt ra lời này chu mục lập tức nhìn chỗ khác không ngó ngàng gì ta nữa thẩm khuyên dung ngươi mạo phạm thái tử phi có sai thì phải nhận hay cho câu có sai phải nhận Thẩm Khuynh Dung, ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn ta ban thưởng cho ngươi tự vẫn sao? Cô Khanh Tuyết thúc giục một tiếng. Ánh mắt nàng nhìn về phía ta mang theo hận ý lộ liễu, tựa như muốn rạch thẳng vào mặt ta, hận đến thế mà lại cứ muốn duy trì hình tượng thái tử phi, cảm xúc của nàng phức tạp quá rồi. Nếu ngươi đã không muốn rạch mặt mình, vậy thì bản cung không ngại giúp ngươi đâu. Có lẽ là do bực bội nên nàng ta trực tiếp đoạt dao găm trên tay ta, có ý muốn rạch mặt ta ta bị người khác đè xuống đất, vốn không thể nhúc nhích được. Nhưng mà nàng vẫn chưa kịp đông thủ thì hoàng hậu đã vội vàng lao tới, bà cho người hất văng dao găm trong tay nàng ra. Thân là nữ nhi dòng chính của thái phó đương triều, vậy mà ghen tị đến mức như thế này, thật đúng là khiến bản cung mở mang tầm mắt. Từ trước đến nay, hoàng hậu không thích cố khanh tuyết, nàng không dịu dàng hiền lương như đích nữ ở những thế gia khác. Trên miệng luôn treo câu một đời một kiếp một tình yêu, câu nói đó tựa như một câu chuyện cười tại hoàng gia này nếu không phải do chu mục cứ cố chấp hoàng hậu vốn vừa ý nữ nhi của thừa tướng làm thái tử phi không bàn tới việc nàng không cho chu mục nạp thiếp chỉ mỗi việc hai năm nay nàng không sinh con chuyện này đối với hoàng gia mà nói thì là cản trở hương khói là tội tài trời hiện giờ rốt cuộc thái tử cũng thị tầm nữ tử khác cho dù thân phận ta là vũ cơ ti tiện nhưng một khi ta có thai thì có thể mẫu bằng tử quý ít nhất là khiến cố khanh tuyết không còn là duy nhất ở nơi đông cung quạnh quẽ này mẫu hậu sao người lại đến đây? Chu Mục lập tức đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu. Đại Chu dùng hiếu đạo để trị vì thiên hạ, dù cho trong lòng hắn có thiên vị cố khanh tuyết tới cỡ nào nhưng lúc này đối mặt với Hoàng hậu, hắn tất nhiên phải cung kính nghe lời dân dạy của bà. Nếu không phải lần này bản cung tới kịp thì chắc các người đã xử lý nàng ấy xong rồi, đúng không? Hoàng hậu che chở ta ở sau lưng. Bà lạnh lùng liếc cố khanh tuyết một cái, không chờ nàng mở miệng phản bác thì bà đã giơ tay về phía cửa điện, một mỹ nhân có dáng vẻ hệt như Cố Khanh Tuyết cúi đầu đi vào. Nếu như đã thị tẩm thì thái tử nên cho nàng một danh phận. Thân phận là vũ cơ ti tiện nên không thể đảm đương được chức vị lương đệ, vậy thì phong nàng là Bảo Lâm đi. Hoàng hậu lại chỉ chỉ mỹ nhân có dáng vẻ thướt tha mềm mại ở phía cửa kia. Nếu đã phong rồi vậy tiện thể phong một đôi luôn đi, phong cho nàng ấy là Hứa tài tử. Nếu là cung nữ mất tích rồi thì thôi. Nhưng hôm nay là Bảo Lâm, là tài tử là người được đích thân hoàng hậu ra lệnh sắc phong trong đông cung là chủ tử có danh phận đứng đắn cho dù cố khanh tuyết hận đến mức cắn chặt răng cũng không có cách đuổi ta và hứa tài tử ra khỏi đông cung sau khi hoàng hậu rời khỏi cố khanh tuyết nhìn thẳng vào ta và hứa tài tử sao các người lại không biết xấu hổ như thế chứ chàng ấy đã là phu quân của ta thế mà các ngươi vẫn cứ có mưu đồ trên nang đúng là thứ không được dạy dỗ đàng hoàng mà ta không nói gì bởi vì ta biết lúc này Chu Mục đang áy náy trong lòng. Nếu như ta nhiều lời, ngoài chọc cho hắn mất hứng ra thì chẳng nhận được lợi lộc gì cả. Huống chi hiện giờ ta đã là bảo lâm. Ta có thời gian từ từ chơi đùa cùng bọn họ. Nhưng mà trong lòng hứa tài tử không có thù hận, nàng ấy chỉ muốn mượn gương mặt tựa tựa cố khanh tuyết để đạt được sủng ái của thái tử mà thôi. Cho nên nàng ấy không sợ gì cả, thậm chí còn đắc ý nói, thái tử phi nói gì vậy? Thái tử là chủ nhân của đông cung này, dù ngài có bao nhiêu nữ nhân thì đó cũng là điều hiển nhiên. Mà trọng trách của chúng ta là hầu hạ thái tử cho thật tốt, phải khắc ghi tam tòng tứ đức vào trong tâm, bất kể như thế nào thì nô tỳ cũng sẽ không ghen tị. Nàng ấy châm biếm cố khanh tuyết một cách công khai. Chế nhạo nàng ta chỉ biết ghen. Thường ngày, mặc dù mọi người có lén bàn tán nhưng mà chưa từng nói thẳng lời này bao giờ. Bây giờ đây, xem như bức màn tre này đã bị xé rách toạc ra rồi. Cố Khanh Tuyết vẫn luôn được người khác tung hô, chưa từng bị chèn ép như vậy. Nàng ta giơ tay tát hứa tài tử một cái, móng tay bé nhọn xẹt qua gương mặt nàng ấy, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đã có một vết máu. Ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với ta như thế hả? Tốc độ cái tát của Cố Khanh Tuyết quá nhanh, ngay cả Chu Mục cũng không kịp ngăn cản. Đây là tài tử hoàng hậu vừa mới đưa qua. Dù cho phân vị thấp một chút nhưng vừa tới mà mặt đã bị thương, cái tát này cũng như đăng và thẳng vào thể diện của hoàng hậu. Một khi truyền tới tai hoàng hậu thì, cô Khanh Tuyết càng không được lòng mẹ chồng nhiều hơn. Tuyết Nhi, đừng tiếp tục cáu kỉnh nữa. Chu Mục hiểu đạo lý này, cho nên khẩn trương đứng ra ngăn cản nhưng mà hắn vừa mới cầm tay cố Khanh Tuyết, đã bị đối phương hất mạnh ra. Sao nào, bây giờ chàng bắt đầu bảo vệ bọn họ rồi hả? Chu Mục lập tức lắc đầu, ta chỉ vì muốn tốt cho nàng mà thôi, đừng tiếp tục cáu kỉnh nữa, nếu để mẫu hậu biết thì nàng sẽ bị trách phạt. Trách phạt thì trách phạt, chàng tưởng cố khanh tuyết ta sẽ để ý hay sao? Muốn ta hầu chung phu quân với những nữ nhân khác à, trừ phi ta chết mà thôi. Cố khanh tuyết gào thét đến khàn cả giọng, nàng ta muốn đẩy chu mục ra. Trong mắt hứa tài tử bị thương ở mặt ẩn chứa thù hận, nàng ấy trực tiếp thêm dầu vào lửa. Nô tỳ được hầu chung phu quân với thái tử phi, đó là phước của nô tỳ. Sau này nô tỳ nhất định sẽ giúp thái tử phi hầu hạ thái tử thật tốt. Nàng ấy còn chưa nói xong đã bị cố khanh tuyết tát một cái nữa. Ai muốn hầu chung phu quân với ngươi, nữ nhân không biết xấu hổ này, cướp phu quân của người khác, không sợ gặp quả báo ả. À. Âm thanh mắng chửi của cố khanh tuyết càng lúc càng lớn. Thậm chí nàng ta còn khom lưng nhặt dao găm trên mặt đất lên, định đâm hứa tài tử thậm chí là rạch nát mặt nàng ấy. Hứa tài tử bị dọa sợ lập tức trốn sau lưng chu mục. Ta lui về sau vài bước, lẳng lặng xem màn kịch trước mặt nữ nhân trong đông cung không một ai là kẻ dễ bắt nạt hứa tài tử không ngốc thậm chí nàng ấy biết cố khanh tuyết kiêu căng nóng này cho nên nàng ấy cố ý chọc giận cố khanh tuyết trước mặt chu mục khiến nàng ta mất lý trí thế nên kết quả cuối cùng của màn kịch này là chu mục bị con dao gam kia làm bị thương cánh tay cố khanh tuyết đừng quậy nữa chẳng lẽ nàng muốn giết ta luôn sao sự ái náy lúc trước nhiều cỡ nào cũng không bằng chuyện mình bị thương ngay lúc này chính vì vậy trong mắt chu mục hiện lên vẻ không kiên nhẫn trực tiếp mở miệng quát lớn cô khanh tuyết Quang dao găm trong tay đi dáng vẻ như người mất hồn ta đã sớm biết kết quả không như mong đợi nhưng vẫn cứ ôm mộng tưởng trung quy là do ta đặt cược sai rồi nói xong nàng ấy lập tức quay đầu chạy ra ngoài hứa tài tử nhân cơ hội đó mở miệng ly gián thái tử phi cũng thật là ghen tị quá rồi thái tử ngài muốn kiểu nữ nhân gì chẳng phải chỉ cần nói một câu là có hay sao nàng ta quản cút ngươi cút ngay cho ta. Hứa tài tử còn chưa nói xong, Chu Mục đã hét thẳng vào mặt nàng ta. Hắn vốn đang bị thương cánh tay, lại vừa cãi nhau một trận lớn với Cố Khanh Tuyết, trong lòng vô cùng phiền muộn. Ấy vậy mà còn có người ở bên cạnh liên tục châm ngòi ly gián, đương nhiên hắn càng thêm tức giận. Đuổi hứa tài tử đi rồi, Chu Mục ngồi ở trên bậc thang. Vết thương nơi bả vai của hắn vẫn còn đang dươm dướm máu ra bên ngoài. Áo bào nhuộm đỏ nhưng hắn vẫn không mở miệng truyền thái y. Dù sao khi chuyện thái tử bị thương lan truyền ra ngoài thì sẽ tổn hại thanh danh của cố khanh tuyết. Ngoại trừ chu mục, mọi người trong tẩm điện đã lui ra hết rồi. Ta từ trong góc đi tới, sau đó ngồi xổm trước mặt hắn, điện hạ, người cần phải băng bó. Cô không cần thái y, ngươi cũng đi đi. Hắn không nhìn ta, chỉ đưa tay ôm vết thương, vẻ mặt có chút cô đơn. Nhưng mà mờ, á, u tươi vẫn chảy không ngừng. Dù sao cố khanh tuyết vẫn dùng lực để chém một dao kia xuống. Ta không nghe lời của hắn. Mà ta đứng ở trước mặt hắn rồi nhặt con dao dưới đất lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta hung hăng cứa vào lòng bàn tay của mình. Người đâu, thỉnh thái y. Thẩm khuyên dung, ngươi không sợ đau à? Chu mục ngước mắt nhìn ta, ánh mắt có vẻ hơi khó hiểu. Vết thương trong lòng bàn tay của ta đã được băng bó tốt rồi nhưng mà bởi vì lúc này ta còn đang giúp Chu Mục băng bó vết thương nên hai tay không ngừng bận rộn. Thế cho nên miệng vết thương vừa được bó thuốc đã rách ra lại, băng gạc trắng giờ xuất hiện một vài vết đỏ. Đương nhiên là sợ. Ta đổ kim sáng dược lên trên miệng vết thương của hắn, sau đó bắt trước dáng vẻ băng bó của Thái Y khi nãy đã băng bó giúp ta, dùng vải trắng quấn từng lớp từng lớp lên vết thương của hắn hắn vì cố khanh tuyết nên không dám kêu thái y đến trị liệu vết thương trên cánh tay. Nhưng nếu là vị bảo lâm như ta không cẩn thận bị rách tay thì sao? Bảo lâm vừa mới được thị tẩm lại bị thương, đương nhiên thái y sẽ dùng thuốc tốt nhất để trị liệu cho ta. Ta thuận thế xin thêm một chút dược liệu là đã có thể giải vây giúp chung mục. Thật ra hắn có rất nhiều cách để lấy kim sang dược nhưng muốn để hắn hoàn toàn chú ý đến ta, đây là cơ hội tốt nhất. Đúng như dự đoán, vẻ mặt hắn phức tạp, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện với ta cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Nếu sợ đau, hà tất phải tổn thương bản thân để giúp ta làm chi. Ta đã băng vải trắng xong rồi, cuối cùng là cột lại cho chắc. Sau đó chồng hai bàn tay lên nhau và đứng trước mặt hắn, vẻ mặt ta vừa vô tư vừa tự nhiên, bởi vì người là thái tử, cũng là phu quân mà sau này sẽ bảo vệ ta cả đời. Đương nhiên ta không thể bỏ mặc người bị thương được. Một từ phu quân này vừa nói ra, đôi mắt hắn nheo lại như là mất tự nhiên nhưng cũng khó mà mở miệng phản bác được mà chỉ vào tay của ta. Ta sẽ căn dặn người hầu đưa nhiều dược liệu tốt đến phòng ngươi, chắc là sẽ không để lại sẹo đâu. Ta cảm tạ một câu. Chu Mục đột nhiên nghĩ tới gì đó, tự lẩm bẩm, sao lần này mẫu hậu tới đúng lúc như vậy nhỉ? Nghe lời nói của hắn, đôi tay đang dọn dẹp đồ đạc của ta dừng lại nhưng không có đáp lời. Cây châm kia là trang sức mà ta quý trọng nhất, ta tặng ra ngoài để tạ ơn người khác, thế mà nó lại là thứ cứu ta trong thời điểm mấu chốt không lỗ tí nào mấy ngày tiếp theo ta vẫn cứ ở trong tầm điện của hắn dù sao cũng không thể để tin tức thái tử bị thương truyền ra ngoài càng ít người biết càng tốt nên hắn cứ để cho ta giúp hắn thay băng nhưng truyền vào tai người khác lại là ta được thái tử độc sủng nhưng không ai biết ta với thái tử vẫn chưa ngủ chung giường trong lòng chu mục chỉ có một mình cố khanh tuyết hơn nữa hiện giờ hắn cảm thấy áy náy trong lòng nên lại càng không thể làm chuyện có lỗi với nàng ta được. Ta có thể nhìn thấy sự áy náy trong mắt hắn. Cho nên vừa đến đêm thì ta đã chủ động ôm chăn đệm lên ghế quý phi nằm nghỉ. Nếu nàng ấy hiểu chuyện như nàng thì tốt rồi. Đêm khuya yên tĩnh. Ngay lúc ta chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đã nghe tiếng cảm thán của Chu Mục. Có thể là ở chung mấy đêm nên hắn cảm thấy ta ngoan ngoãn, trầm tĩnh thỉnh thoảng hắn hứng chí cũng sẽ tán gẫu với ta vài câu. Giống như lúc này đây, khi hắn nói ra lời này, ta lập tức mở mắt nhìn vào trong khoảng không tối đen như mực, giọng điệu nhẹ nhàng, ai cũng không muốn dâng người mình yêu cho người khác. Chỉ ít điều này cho thấy trong lòng Thái tử Phi có người. Chu mục lại trầm mặc rồi. Không biết qua bao lâu, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, thẩm khuyên dung, ngươi thật sự rất đặc biệt. Ta cười cười chứ không nói tiếp. Đương nhiên là đặc biệt rồi, những nữ nhân trong đông cung này đều muốn được ân sủng của hắn. Mà ta chỉ muốn người có tội phải đền mạng. Hơn nửa tháng qua, ta đều chỉ ở trong tẩm điện của hắn. Người không rõ chân tướng thì tưởng là ta được thái tử thị tẩm, sau đó liên tục nhận được ân sủng. Hoàng hậu còn ban thưởng cho ta vài lần. Chu mục cũng không vạch trần, để tùy những người khác suy diễn, cũng là giữ thể diện cho ta. Trong mắt những người khác là yêu ta nhưng chỉ ta biết hắn sợ người khác phát hiện chuyện hắn bị thương, Cô Khanh Tuyết cũng vì lẽ đó mà phải chịu phạt. Lần này, cô Khanh Tuyết bị tổn thương sâu sắc, nàng vẫn nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai cả. Ngược lại là Chu Mục có vài phần mềm lòng. Hắn chủ động chạy tới cầu hòa, thế mà chỉ nhận được lời từ chối mở cửa. Mắt thấy thương thế của hắn đã tốt hơn, ta lập tức mở miệng đề xuất chuyện quay về tẩm điện của mình. Hiện giờ ta là Bảo Lâm cho nên ta cũng được cấp một cung riêng cho mình ở Đông Cung. Ta vừa mới dọn mọi thứ tới cung mới thì hứa tài tử đã đến tìm ta rồi. Điều này cũng nằm trong dự kiến của ta. Đông cung hiện giờ, ngoại trừ một vị thái tử phi thì cũng chỉ có ta và vị hứa tài tử không được sủng ái này. Nếu như muốn sống sót trong thâm cung thì phải tìm đồng minh. Nhưng cô Khanh Tuyết rất ghen, đương nhiên sẽ không che chở những nữ tử khác trong đông cung, cho nên nàng ấy chỉ có thể liên minh với ta. Lần này nàng ấy tới tìm ta, lại còn tặng cho ta một hộp son thượng hạng. Thái tử Phi thật là ghen quá đi. Thái tử thân là chủ của Đông Cung, làm sao chỉ có thể có một mình nàng ấy được chứ? Vết thương trên mặt hứa tài tử đã lành kha khá rồi. Ta hiểu chứ, nàng ấy nóng lòng muốn đi đoạt lấy ân sủng của thái tử lắm rồi. Ta thưởng thức hộp son trên tay, chậm rãi nói, nghe nói thái tử Phi từng múa một khúc dưới gốc cây đào mới khiến thái tử yêu ngay cái nhìn đầu tiên, đào hoa uyển cũng là nơi bọn họ hẹn thề với nhau. Không biết còn người nào có may mắn như này không nhỉ? có thể chỉ nhảy một điệu múa mà đã khiến trái tim thái tử rung rinh không ha hứa tài tử không trả lời nhưng mà sự tính toán trong mắt đã bán đứng nàng ấy nàng ấy đưa tay vuốt vuốt mặt mình rồi nói có chuyện quan trọng sau đó vội vã rời khỏi nhưng lúc nàng ấy đứng dậy chuẩn bị đi thì có quay lại rồi chỉ vào hộp son trên tay ta son này là do ta nhờ người mua từ ngoài cung vào tỉ tỉ nhớ sử dụng nha thái tử sẽ thích làm đó nàng nói vô cùng chân thành ta chỉ cười chứ không lên tiếng. Mãi cho đến khi nàng ấy đi khỏi cung của ta, ta mới mở hộp sơn kia ra. Đúng là thứ tốt. Chỉ là trong này còn có mùi xạ hương. Chưa tới ba ngày. Trong đông cung có thêm một vị hứa bảo lâm được sủng ái. Đúng vậy, bảo lâm. Cao hơn tài tử một bậc, có thể ngồi cùng bàn ăn với ta. Mọi người trong đông cung đều ồn ào bàn tán. Họ nói vị bảo lâm kia chỉ nhảy có một khúc trong đào hoa uyển, đúng lúc thái tử say rượu nhìn thấy dáng vẻ hứa bảo lâm tương tự thái tử phi đến bảy phần lại thêm điệu múa quen thuộc kia đập thẳng vào mắt thái tử sau một đêm ân sủng đã được thăng cấp bậc còn được thái tử sủng ái sau khi thái tử phi biết chuyện này thì lập tức vứt tín vật định tình của mình và thái tử ra ngoài cửa là ngọc bội thượng hạng nó vỡ vụn thành nhiều mảnh trên nền đá xanh lạnh lẽo dung nhi nàng nói xem có phải ta dung túng nàng ấy quá rồi đúng không ta phụng mệnh, vội tới đưa thuốc cho hắn. Vừa tới đã thấy Chu Mục đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài, hắn nhìn ngọc bội vỡ vụn, trong mắt mang theo một chút tức giận. Ta nhìn thoáng qua bóng người như ẩn như hiện ngoài cửa sổ. Ta không có lập tức đáp lời mà là ngoan ngoãn hầu hạ hắn uống thuốc. Từng ngụm từng ngụm, tận mắt nhìn thấy hắn uống hết. Rồi sau đó mới mở miệng trả lời hắn, người trong lòng mà, dung túng nhiều hơn một chút thì có sao đâu. Chu Mục lắc đầu, ngược lại đưa tay vuốt vuốt mặt ta. Không phải ai cũng đều hiểu chuyện giống ngươi đâu. Ta cúi đầu dạ một tiếng, rồi liếc mắt nhìn cửa sổ, bóng người ngoài đó đã biến mất rồi. Cho tới khi ta ra khỏi tầm cung của Chu Mục mới nghe người hầu báo lại, họ nói cô Khanh Tuyết đã sai người chặt bỏ toàn bộ cây ở Đào Hoa Uyển, không trừ một gốc cây nào cả. Đào Hoa Uyển đã từng là nơi tượng trưng cho tình yêu của hai người. Hiện giờ chỉ còn một gốc cây trụi lùi. Đây là thể hiện muốn cắt đứt tơ tình ta cởi một cái vòng ngọc hảo hạng trên cổ tay ra, đưa cho quản sự trông coi đào hoa uyển. Vậy thì thêm một mùi lửa để thiêu sạch đi, có vậy thì đoạn tình cảm này mới không quay về như lúc ban đầu được. Lửa lớn ngập trời, thiêu dụi toàn bộ những gốc cây hoa đào vừa mới bị đốn xong. Cô Khanh Tuyết vừa mới rời khỏi nơi này, thì sau lưng đã có người mang nước tới dập lửa. Tất cả mọi người trong Đông Cung đều nói rằng, Thái tử Phi muốn cắt đứt tình cảm với Thái tử. Nếu như nàng đã không cần đoạn tình cảm này, vậy thì cô cũng không cần tiếp tục dỗ nữa rồi. Nhìn thấy đào hoa uyển trở thành phế tích trước mắt mình, đường đường là một vị thái tử như chu mục mà hốc mắt lại có hơi hồng hồng. Ngay đó, tất cả mọi người trong Đông Cung đều biết, thái tử phi thất sủng rồi. Nhưng mà cố khanh tuyết quả thật rất tốt số. Đã náo loạn với chu mục tới cỡ này rồi, dựa theo suy nghĩ ban đầu của ta thì ít nhất bọn họ phải chiến tranh lạnh hơn 2-3 tháng, chứ nàng ta không được sủng ái lại nhanh như thế đâu. Thế mà thiên tử băng hà. Thái tử Trung Mục phải đăng cơ làm tân hoàng trong vòng một đêm. Chưa tới một tháng sau, tin tức Cố Khanh Tuyết có thai đã lan truyền khắp Hoàng Cung. Bất kể trước đây cãi nhau tới cỡ nào thì khi người trong lòng hoài thai đứa con của mình, dù có là thiên tử cũng sẽ bất chấp lời mình từng nói mà sẽ cúi đầu nhận sai trước. Một đứa bé đã khiến cho Cố Khanh Tuyết trở lại thành nữ tử được sủng ái nhất hậu cung như cũ. Đây cũng không phải là tin tốt. Cho nên khi ta và hứa mỹ nhân đến thỉnh an nàng ta, so với ta thì hứa mỹ nhân càng được sủng ái nhiều hơn, nàng ấy bị cố khanh tuyết kiếm cớ phạt quỷ, chuyện này cũng chẳng quá bất ngờ. Bản cung thân là quý phi, bản cung phạt ngươi thì cũng là thưởng, hiểu chưa? Cố khanh tuyết nằm trên ghế quý phi, mặc cung chàng lộng lẫy, nàng thưởng thức chuỗi vòng chân châu trong tay, vẻ mặt lười biếng vô cùng. Nàng nhìn hứa mỹ nhân quỳ gối giữa trời hạ nắng nóng, tinh thần rất thoải mái. Cố khanh tuyết là thái tử phi, chu mục vừa đăng cơ nên nàng ta vốn là hoàng hậu. Thế nhưng giữa hai người bọn họ đã có bất hòa nên Chu Mục chỉ phong nàng ta làm quý phi. Đợi cho đến một tháng sau, khi cố khanh tuyết có thai thì trong lòng hắn cảm thấy ái náy nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để phong hậu. Chỉ chờ nàng ta hạ sinh hoàng tử thì có thể bổ sung đại điển phong hậu một cách danh chính ngôn thuận. Còn về phần ta và hứa hòa, xuất thân của hai người bọn ta quá thấp kém nên chỉ được phong làm mỹ nhân. Hiện giờ cố khanh tuyết được sủng ái một lần nữa, ỉ vào đứa trẻ trong bụng mà bắt đầu giải quyết những người nàng ấy không vừa mắt. Bởi vì hứa hòa nên đã mất đi nơi hẹn thề của bọn họ là đào hoa uyển. Cô Khanh Tuyết rất căm hận nàng ấy, còn chán ghét nàng ấy hơn cả ta. Hứa hòa đã quỳ được nửa canh giờ, cái nắng gay gắt thiếu đốt khiến toàn thân nàng ấy khó chịu. Nàng ấy đã không còn quỳ thẳng nữa rồi, thậm chí còn hơn nghiêng ngả. Sao vậy, không quỳ nổi nữa hả? Cô Khanh Tuyết rời ghế quý phi, dự định đi ra ngoài. Lúc nàng đi đến cạnh ta thì hơi dừng một chút, rồi giơ tay về phía ta. Ý tứ cực kỳ rõ ràng. Nàng muốn ta đỡ tay nàng như một cung nữ. Việc này đối với một mỹ nhân như ta thì đúng là một sự sỉ nhục trần trụi. Hễ mà ta biểu hiện ra một chút hờn giận thì nàng sẽ có cớ trừng phạt ta ngay. Cho nên ta cung kính nâng cố khanh tuyết ra ngoài. Thấy ánh mắt nàng nhìn ta có chút phức tạp, lại còn có thêm một chút chán ghét nữa đừng tưởng rằng ngươi có thể giả vờ ngoan ngoãn như ở trước mặt chu mục đều là nữ tử với nhau ngươi nghĩ rằng ta không nhìn thấu khát vọng trong lòng ngươi hay sao nàng ta hất cằm hận không thể nhìn ta bằng lỗ mũi nô tỳ không hiểu lời của quý phi nương nương ta giả ngu giả ngơ nàng ta liếc ta bằng ánh mắt chán ghét rồi trực tiếp đẩy ta ra thẩm khuynh dung đừng để ta tóm được nhược điểm của ngươi ta cười trả lời nàng dạ vâng ạ Ta vừa mới trở lại tầm điện. Hứa hỏa đã đi tới tìm ta. Nàng ấy quỳ lâu lắm rồi, mỹ nhân được nuông chiều từ bé, lúc này đã đi khập khiễng. Thế cơ mà trong mắt nàng ấy vẫn mang theo hận ý rõ ràng, nàng ấy hận không thể xé nát Cố Khanh Tuyết. Nàng ta thật sự khinh người quá đáng mà. Hứa hỏa lau nước mắt, sau đó cầm tay của ta, "Tỷ tỷ, tỷ có thể giúp ta có được ân sủng, ta vô cùng cảm kích." Nhưng hôm nay Cố Khanh Tuyết đã có thai rồi trong lòng bệ hạ cũng chỉ có nàng ấy. Cứ thế này mãi thì tỉ muội chúng ta sẽ không thể sống yên ổn trong hậu cung này đâu. Nói không chừng còn chả biết ngày mai mình chết như thế nào nữa. Nàng ấy nói một cách thành khẩn. Đôi mắt tựa như đang sợ hãi nhưng thật ra nàng chỉ muốn lôi kéo ta mà thôi. Đúng vậy, nếu như tỉ muội chúng ta có thể có hài tử thì tốt rồi. Nụ cười hứa hỏa có hơi chua xót. Muốn có một hoàng tử, nào có dễ như vậy chứ? ta cho nàng tọa nguyện. Ta đưa ra phương thuốc bí truyền mà ta đã tìm được hai năm trước. Ta tìm phương thuốc này rất lâu mới có được, nó có thể giúp có thai. Nàng ấy vừa nghe ta nói như vậy thì lập tức muốn đưa ta lấy phương thuốc. Nhưng ta chưa cho. Tỷ tỷ, tỷ có thứ tốt như vậy thì không nên giấu giấu giếm giếm chứ. Hứa hòa nhìn chằm chằm phương thuốc trong tay ta, nàng lắc lắc cánh tay ta tựa như đang làm nũng. Ta lắc lắc đầu, nhưng mà không hiểu sao nó chẳng hiệu nghiệm lực cầm tay ta của hứa hòa nhẹ đi trong khoảnh khắc nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định thật sự không hiệu nghiệm sao nghe vậy ta nhìn thoáng qua hộp son hảo hạng trên bàn trang điểm kia sau đó chậm rãi mở miệng nếu hữu dụng thì tại sao ta dùng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có hải từ chứ ta cúi đầu khẽ sờ bụng dưới của mình dáng vẻ rất cô đơn hứa hòa nghe lời ta nói xong thì đáy mắt có một chút chột dạ sau đó nàng bắt đầu cầu xin ta, bất kể hữu dụng hay không thì tỷ tỷ có thể cho ta thử một lần không. Mặc dù phương thuốc bí truyền này giúp có thai nhưng cũng hại thân, muội thật sự muốn dùng sao, ta giao quyền quyết định cho nàng ấy. Hứa hòa im lặng rất lâu, sau cùng vẫn gật đầu. Muốn, ta nhất định phải có em bé. Ta nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng vốn là người vô tội, ta chẳng muốn kéo nàng xuống nước làm gì. Thế mà nàng lại chủ động đến tìm ta, còn tặng ta một hộp son tốt như thế người sơ một cái ta đã nghe được mùi xạ hương bên trong ta còn cẩn thận hơn lén đưa nó cho thầy thuốc ngoài cung xem xét lúc này mới phát hiện hóa ra trong hộp son không chỉ có xạ hương mà còn có một loại độc dược mãn tính làm cho cơ thể của ta càng lúc càng yếu đi không chỉ không có khả năng mà thai thậm chí nó còn khiến ta chết sớm nếu nàng đã muốn hại đến mạng ta vậy ta đây tuyệt đối sẽ không mềm lòng huống chi ta cũng không nói láo Phương pháp kia quả thật có thể khiến nàng ấy có thai nhưng ta không đảm bảo nàng ấy có thể sinh con ra được, thậm chí sau khi sinh non con có thể tổn thương đến gốc rễ cơ thể. Những lời cần nói ta đã nói rồi nhưng nàng vẫn muốn phương thuốc kia. Vậy thì, không thể trách ta đâu. Trước khi Hứa Hỏa đi còn vừa cười vừa nói với ta, hộp son ta tặng tỷ tỷ vài ngày trước sử dụng tốt đúng không? Nếu tỷ thích, ngày mai ta sai người mang qua thêm một ít nha. Xem đi tới bây giờ vẫn còn không quên tính kế ta. Cô Khanh Tuyết vừa mới ngồi vững nhờ cái thai thì tin tức hứa hòa có thai đã chuyển ra ngoài. Liên tiếp có hai vị phi tần trong hậu cung mang thai, thời gian này nụ cười trên mặt Chu Mục chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi được. Ta mang canh bổ đến cho hắn. Hắn sẽ vỗ vỗ tay của ta, sau đó nở nụ cười ôn hòa, sau này hai vị hoàng tử sinh ra rồi thì hoàng cung quạnh quẽ này sẽ dần náo nhiệt hơn. Ta cười phụ họa, sau đó đi ngự hoa viên tản bộ với hắn hậu cung cũng không có người mới vào hiện giờ cố khanh tuyết và hứa hòa mang thai cùng lúc hai người này đều muốn bảo vệ bụng mình thế nên thời gian ta bầu bạn cùng chu mục cũng nhiều hơn nhưng mà ta vừa đến ngự hoa viên đã thấy hứa hòa ăn mặc lộng lẫy đi đến mấy ngày trước gọi nhau tỉ tỉ muội muội thế mà giờ vừa gặp nhau ở ngự hoa viên chỉ vừa đi đến bên cạnh ta mà nàng ấy đã tự ngã xuống đất sự việc xảy ra quá bất ngờ ngay cả cung nữ và thái giám cũng dối bời họ vội vàng đỡ nàng ấy đứng dậy từ dưới đất Tỷ tỷ, vì sao tỷ phải đẩy ta? Nàng ấy núp trong lòng chu mục, dùng tay che bụng dưới, sau đó nhìn ta với hai hàng nước mắt. Hành động vụng về như vậy, dù là thái giám và cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau. Chu mục cũng sửng sốt trong chốc lát. Dù sao chuyện này xảy ra quá mức đột ngột, ngoại trừ lời nói vu khống ở đầu môi ra, những người khác hoàn toàn không chú ý rằng rốt cuộc nàng bị ta đẩy ngã hay là nàng tự ngã. Thấy không ai phản ứng. Hứa Hòa vừa khóc vừa nói tiếp, thần thiếp đang mang thai hoàng tử, xin bệ hạ phải làm chủ cho thần thiếp. Trong hậu cung này, nữ tử mang thai luôn lớn hơn một chút. Dù cho bản thân ta không có sai nhưng vì để ổn định cảm xúc cho nàng ấy nên ta vẫn bị phạt. Ta bị phạt quỳ trên đường nhỏ ở ngự hoa viên suốt một canh giờ. Đây là do chính miệng chu mục trừng phạt ta, nàng ấy yếu ớt lại còn đang mang long thai. Bất kể việc này là thế nào thì tâm trạng nàng ấy thoải mái mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ ngụ ý rằng dù cho chân tướng ra sao thì ta phải đội cái nổi này ta nhìn chu mục trước mắt đã ở cùng nhau hơn nửa năm cũng coi như là phu quân trên danh nghĩa của ta có khi chúng ta cũng quấn quýt bên nhau hắn nói muốn đối xử với ta như châu như ngọc nhưng vừa quay đầu đã dễ dàng dẫm tôn nghiêm của ta ở dưới chân dù sao ta cũng không quan trọng mà nữ nhân hắn để tâm đê ến tận bây giờ chỉ có một mình cố khanh tuyết mà thôi hắn để tâm đến hắn có thể vì thanh danh của nàng ta mà cho phụ thân ta gánh tội danh ám sát thái tử phi tương lai trên lưng để ông ấy phải chết trong sự thoái mạ của vạn dân thi thể của ông ấy chỉ có thể nằm ở bãi tha ma mà ta muốn nhặt xác cho phụ thân cũng không thể làm được chỉ có thể lập một cái bài vị sau đó dựng một ngôi mộ chôn di vật và quần áo đây là sự khác nhau giữa thích và yêu quả thật khiến người ta thất vọng và đau khổ đến tột cùng ta kìm nén tâm tư lại không để những cảm xúc này bộc phát ra ngoài dù sao ta vẫn phải duy trì hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện ở trước mặt hắn, sau khi gật đầu thì ta lập tức quỳ thẳng lưng ở đó. Cũng không hề ngại những cung nữ thái giám nhìn thấy. Ta không thèm quan tâm gọi là tự tôn, càng không cảm thấy như vậy là xấu hổ. Dù sao cũng có đáng giá mấy đồng đâu. Trước lúc hứa hòa rời khỏi, nàng nói với ta bằng âm thanh chỉ có hai người nghe được, quả thật nữ tử hậu cung có thể liên minh với nhau nhưng hôm nay ta đã có Long thai, đây là lợi thế lớn nhất của ta. Đương nhiên ta cũng không cần kết minh với người khác để tranh giành tình cảm. Nàng ấy đã muốn lật mặt rồi, nụ cười vô cùng thâm độc. Ta ngửa đầu nhìn nàng, mắng nàng ngu xuẩn. Cùng nhau hoài thai nhưng là hai người khác nhau sinh con. Ngươi cảm thấy bản thân mình có thể so sánh với Cố Khanh Tuyết sao? Nàng ấy vốn còn muốn tiếp tục cười nhạo ta nhưng vừa nghe lời này thì nụ cười trên mặt đông cứng lại ngay lập tức. Hứa Hòa, ngươi vui sớm quá rồi. Ta vốn tưởng rằng Hứa Hòa là người thông minh lại không ngờ rằng nàng ấy tính kế người khác bằng phương pháp ngu ngốc nhất. Trong đình hóng mát ở ngự hoa viên, hứa hỏa ung dung thản nhiên tới gần cố khanh tuyết, muốn tạo ra va chạm khiến người kia rơi thẳng vào hồ, sau đó để nàng ấy xảy thai. Khi cố khanh tuyết phát giác ra chuyện thì cả người đã rơi khỏi tròi nghỉ mát. Tay phải nàng ta với vào hư không một cái, lại tóm trúng tay áo của hứa hỏa, kéo nàng ấy rơi thẳng xuống cùng mình. Hai tiếng tỏm tỏm vang lên, chỉ trong tích tắc mà cung nữ và thái giám ở trong tròi nghỉ mát đã dối tung dối bời, từng người nhảy xuống hồ giống như thả bánh bao vào nồi vậy. Không một ai chú ý đến ta. Ta lấy một chuỗi ngọc trai ở trong ống tay áo ra, rồi dùng tay áo che lại, sau đó dùng lực kéo đứt dây. Hạt trâu rơi đầy trên đất. Có vài viên bị người ta dẫm trúng, vỡ tan tành, có vài viên lăn vài vòng, cuối cùng dừng ở đỉnh nghỉ mắt sáng sủa. Hai phi tần rơi xuống nước cùng lúc. Chu Mục vốn đang xử lý chuyện triều chính ở thư phòng, vừa nghe tin này đã vội vàng chạy qua đây. Lúc hắn vừa tới, cô Khanh Tuyết và Hứa Hòa đều đã được đưa vào trong cung điện gần đó. Chu Mục vừa tới đã vội vàng chạy đến bên cạnh giường cô Khanh Tuyết. Cô Khanh Tuyết nằm ở trên giường, cả người ướt đẫm, sắc mặt tái mét, bàn tay vẫn luôn đè vào bụng dưới, nước nở than đau. Mà thân dưới của nàng cũng đã có màu đỏ. Hai tử, hai tử của ta, Cô Khanh Tuyết đau tới mức ý thức đã hơi mơ hồ nhưng nàng vẫn cầm được tay Chu Mục, đều do tiện nhân kia, là nàng đẩy ta, chàng giết nàng giúp ta đi, giết nàng đi. Chu Mục liên tục gật đầu, hốc mắt cũng đã hồng hồng, nghẹn ngào nói được. Mà hứa hòa ở một gian phòng khác có lẽ cũng không giữ được hài tử. Phương thuốc lúc trước chỉ có thể khiến người ta mang thai nhưng gần như không có khả năng chờ tới lúc sinh con, hơn nữa khi sanh non thì còn có thể tổn thương cơ thể mẹ nữa. Trước khi đưa phương thuốc đó, ta đã không ngừng nhắc nhở hứa hòa. Là do nàng ta quá tham lam thôi. Mắt thấy hài tử mình đã không còn, thù hận trong lòng hứa hòa dâng cao vô cùng. Đương nhiên nàng ấy sẽ không thừa nhận mình đẩy cố khanh tuyết mà là khóc lóc nói cố khanh tuyết đẩy nàng. Lời nói của hai người khác nhau, những cung nữ thái giám cũng không để ý, vì vậy cũng không có cách nào phán quyết xem cuối cùng là ai nói dối. Chu Mục đứng ở trong tròi nghỉ mát, đưa mắt nhìn bốn phía nơi các nàng rơi xuống ta đứng sau lưng hắn và lặp lại lời của hứa hòa một lần nữa động tác của hứa hòa quá đột ngột những thái giám cung nữ ở đó đang cúi đầu nên không biết rốt cuộc là ai đẩy ai chỉ cần cố chấp không thừa nhận vậy thì không có chứng cứ hứa hòa muội muội nói lúc đó nàng ấy đang đứng bên cạnh tròi nghỉ mát mới vừa đi hai bước thì đột nhiên trượt chân một cái không biết là dẫm chúng gì đó hay là bị người ta đẩy nữa tóm lại nàng ấy nói bản thân vô tội cũng chưa từng đẩy quý phi nương nương Chu Mục mãi vẫn không nói gì, rất lâu sau, hắn mới quay đầu nhìn ta, chấm và khanh tuyết trông mong lâu như vậy mới có một hài tử, nàng ấy tuyệt đối sẽ không dùng đứa nhỏ này hãm hại người khác đâu. Chỉ một câu đã tuyên án tử hình hứa hỏa. Nhưng mà thánh chỉ ban thưởng tự sát còn chưa truyền xuống thì đã có cung nữ nhặt được một viên chân chân ở góc sáng sủa ngay đình nghỉ mát, sau đó đưa đến tay ta. Viên đông châu này có hơi quen mắt. Ánh mắt chu mục rơi vào viên đông châu trên tay ta, trước đó trong mắt hắn tràn đầy kiên định nhưng vào giây phút này đã bị dao động sau đó hiện lên một chút đau khổ nàng vừa nói hứa hòa nói dẫm lên thứ gì đó nên trượt ngã ta gật đầu sau đó tựa như là đột nhiên phát hiện ra gì đó ta đưa tay che miệng lại chẳng lẽ là những viên đông châu này sao thánh chỉ ban chết bị thu về hứa hòa không chết nàng được đưa về cung của mình để tịnh dưỡng nhưng mà cố khanh tuyết vẫn chưa biết được có lẽ vì để nàng ta an tâm nên Chu Mục lệnh cho mọi người phong tỏa tin tức này, chỉ nói cho nàng biết rằng Hứa Hòa đã đền mạng. Bệ hạ không ban chết cho Hứa Hòa muội muội, vậy là đã nhận định nàng ấy vô tội. Thế nhưng vì sao lại phong tỏa tin tức này, không cho người nói cho quý phi nương nương vậy? Ta đua canh thuốc, nhìn Chu Mục trước mắt đã tiểu tụy chỉ sau một đêm. Hắn luôn tâm tâm niệm niệm muốn một vị hoàng tử. Trong chờ lâu như thế, không dễ gì hai vị phi tần mới có thai, kết quả lại đồng thời sinh non, đà kích này đối với hắn là quá lớn. Nếu đám đại thần trong chiều kia mà biết được, e rằng sẽ không ngừng dâng tấu thư. Chu Mục nắm chặt viên đông châu trong tay, không biết là đang nghĩ gì, qua một hồi lâu hắn mới mở miệng, địa vị của hứa hòa và khanh tuyết trong lòng chấm không giống nhau. Cho dù khanh tuyết, thì nàng vẫn là nữ tử chấm yêu thương nhất, chấm đã đồng ý với nàng rằng cả đời này sẽ không phụ nàng ấy. Lời nói của hắn vô cùng kiên định, cực kỳ giống một nam nhân tình sâu nghĩa nặng nhưng mà ta chỉ cảm thấy buồn cười. Ta cúi đầu nhìn canh thuốc đang tỏa khói trước mặt, giọng nói có hơi lạnh nhạt, không thể phụ nàng ấy, vậy thì mặc kệ nàng ấy lấy mạng người khác sao. Chu Mục quay đầu nhìn về phía ta, người không quan trọng, không đáng nhắc tới. Nhưng hứa hòa muội muội có con của người. Hắn lắc đầu, đó là do nàng ấy không có phước, không đủ năng lực sinh hạ hoàng tử cho chấm. Ta không nói nữa ta nếu bản thân mình hỏi tiếp thì sẽ nhịn không được mà muốn giết người trước mắt này. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa thể chết được. Ta bưng canh thuốc đến trước mặt hắn, bệ hạ uống canh trước đi. Hắn gật đầu. Nàng ngày ngày hầu hạ chẫm dùng canh thuốc, vất vả cho nàng rồi. Không vất vả. Một chút cũng không vất vả. Nhìn hắn uống hết cả bát canh kia, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tính tính thời gian. Cũng sắp rồi. Ban đêm, lúc trở về tầm cung. Cung nữ hầu hạ ta rửa mặt phát hiện vòng tay trên cổ tay ta biến mất rồi, nàng ấy cuống quýt đi tìm. Không sao cả, thôi cứ bỏ đi, vòng ngọc kia chỉ là hàng phổ thông, không phải hàng quý hiếm, mất rồi thì thôi. Ta nhìn cổ tay trống không, cũng không để ý quá nhiều. Chất lượng của vòng tay kia không tệ nhưng mà kiểu dáng quá mức bình thường, ngay cả cung nữ có chút ít tiền cũng có thể mua được chiếc vòng ấy nếu mà người khác nhặt được cũng sẽ không nhận ra là đồ của ta. Hôm sau, ta và Chu Mục đi dạo ngự hoa viên giải sầu, mấy ngày nay hắn luôn buồn bã không vui, có lẽ là vì chuyện Đông Châu, trong lòng có một chút rào cản nên không đi gặp Cố Khanh Tuyết. Khi ta và Chu Mục đi vào đình nghỉ mát thì Cố Khanh Tuyết vốn nên nằm trên giường, dưỡng bệnh ở tẩm cung của mình lại chỉ khoát một cái áo khoát rồi vọt ra. Chu Mục, ngươi gạt ta. Nàng vừa đi vừa giống to rồi lật đổ bàn cờ, sau đó cầm ống tay áo của Chu Mục, nàng ta không để ý bên cạnh còn có cung nữ thái giám khác mà gọi thẳng tên của hắn. Điều này rất là bất kính. Nhưng Chu Mục sủng nàng, bình thường hai người thường gọi thẳng tên nhau cũng là chuyện thường tình. Nhưng mà gọi công khai như này thì... Thân là đế vương uy nghiêm, tuyệt đối sẽ không cho người khác gọi tên mình, hơn nữa còn hét to như thế. Trọng giọng nói còn mang theo vẻ chất vấn, cho dù đó là người mình đặt trong tim cũng là đang khiêu chiến uy nghiêm của thiên tử. Ta nhìn thoáng qua Chu Mục, bởi vì chuyện Đông Châu nên trong lòng hắn đã có rào cản rồi, lúc này đương nhiên cảm thấy không vui. Cho nên, ta dẫn đầu đi tới, sao Quý Phi lại không nghỉ ngơi ở trong cung vậy, gọi thẳng tên bệ hạ là rất bất kính đấy. Ngươi là cái thá gì mà dám khoa tay múa chân trước mặt ta? Cô Khanh tuyết hét vào mặt ta, thậm chí còn muốn giơ tay đánh ta. Ta đứng yên một chỗ, không nhúc nhích, ngược lại là chu mục, hắn giữ bàn tay chuẩn bị đánh vào mặt ta. Cô Khanh tuyết, nàng còn muốn quậy tới khi nào nữa. Còn đang trong tháng mà chỉ khoác vội một cái áo bào rồi ra ngoài, đã vậy còn chưa trang điểm, trên đầu chỉ cài một cây châm trắng thuần. Mà cây châm kia vừa khéo lại khảm đông châu. Chu Mục nhìn cây châm kia, lửa giận trong lòng lại lớn hơn. Chu Mục, chàng cảm thấy ta đang quậy sao. Lúc này, cô Khanh Tuyết vẫn chưa rõ chân tướng, nước mắt rơi xuống như hạt châu, nàng mặc xiêm y trắng thuần, cứ lẳng lặng đứng ở đó, dáng vẻ như là đau lòng sắp chết. Nếu là lúc trước thì Chu Mục nhất định sẽ mềm lòng. Nhưng bây giờ viên đông châu kia giống như cái gai đâm vào lòng hắn. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn nghĩ người trong lòng mình là nữ tử lương thiện nhất trên đời. Tuy có hơi kiêu căng một chút nhưng cuối cùng nàng vẫn là người vô cùng lương thiện. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng muốn hại chết hài tử của hắn, dùng đông châu hắn ban cho nàng, dùng thứ chứng minh sự sủng ái độc nhất vô nhị trong hậu cung này để hại chết hài tử mà hắn mong chờ rất lâu. Hai hài tử đều mất hết rồi. Dù tình yêu có lớn đến mức nào thì cũng không thể làm như chưa có gì xảy ra. Ta quan sát Chu Mục, thấy tình yêu trong mắt hắn dần dần biến mất mà thay vào đó là sự mất kiên nhẫn, lại còn mang theo một chút thất vọng. Tình yêu dần lụi tàn, đây mới là thứ đả thương người ta nhất. Cô Khanh Tuyết, lúc trước ta cảm thấy nàng là nữ tử lương thiện nhất thế gian này, thậm chí còn không ngại cãi lời mẫu hậu để thành thân với nàng. Nhưng hôm nay, nàng đối xử với ta như thế nào hả? Chu Mục lắc đầu không ngừng, trong hốc mắt cũng đã có tí nước. Cô Khanh Tuyết đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nàng chỉ biết hung thủ hại chết hài tử của nàng vẫn bình yên vô sự, không ai báo thù cho hài tử của nàng. Tất cả mọi người đều đang lừa nàng. Hung thủ giết con nàng vẫn còn sống. Cho nên nàng mới tức giận tới mất lý trí, thậm chí còn chưa mặc xiêm y đàng hoàng mà xông tới đây, kết quả đã bị chất vấn ngược lại. Sự kinh ngạc và thất vọng lẫn lộn trong mắt nàng, nàng trực tiếp lấy cây châm cài trên búi tóc xuống rồi đặt trên cổ mình. Chu Mục, nếu như chàng không báo thủ cho con của chúng ta, vậy ta chết cho chàng xem. Lúc này nàng đã đỏ mắt, dùng sinh mạng mình để uy hiếp Chu Mục. Cô Khanh Tuyết, đến bây giờ mà nàng vẫn còn quậy sao? Đứa nhỏ này mất như thế nào, chẳng lẽ trong lòng nàng còn chưa rõ à? Chu Mục yêu nàng, yêu đến mức chính tay nàng hại chết hài tử của mình mà hắn vẫn có thể nhẫn nhịn, không nói lời nào. Nhưng tới giờ phút này đây, hắn mới thật sự thất vọng. Trong lòng ta chưa rõ. Lúc này Cố Khanh Tuyết có chút điên cuồng, nàng không ngừng cua cua cây châm trong tay, thậm chí còn hơi hướng về phía Chu Mục. Chu Mục, là ngươi vi phạm lời hẹn thề của chúng ta trước. Ngươi nói cả đời này chỉ yêu một mình ta, ngươi đã nói thế nhưng chính ngươi lại nạp thêm một người rồi lại một người nữa vào. Dù cho ngươi không yêu các nàng nhưng ngươi vẫn phản bội ta còn gì? Bây giờ lại còn không chịu báo thù cho con của chúng ta, tại sao lúc trước ta lại yêu ngươi chứ? Nàng như người điên vậy, tinh thần sụp đổ tới mức cùng cực. Ta lẳng lặng đứng đó xem màn kịch vui này, nhìn hai người đã từng thế non hẹn biển từng bước từng bước dẫm lên lời thề của chính mình, từ trung thủy với nhau cho đến chết biến thành căm hận nhau cả đời. Hai người liên tục cãi vã, những cung nữ, thái giám khác nhau nhau rời khỏi tròi nghỉ mát vốn không dám ngẩng đầu. Đế vương tức giận. Quy phi nổi điên. Bất cứ là ai cũng không đủ khả năng can ngăn bọn họ. Cô Khanh Tuyết vẫn luôn cố chấp muốn hắn giết hứa hòa nhưng có viên đông châu kia làm vật chứng. Chu Mục cho rằng hứa hòa vô tội, trong lòng hắn tức giận không thôi, đương nhiên sẽ không có khả năng đồng ý. Hai người không ngừng hiểu lầm nhau, thậm chí cô Khanh Tuyết còn muốn nhào tới đánh hắn. Nhưng nàng quên trong tay nàng đang cầm cây châm. Ta thấy thế, lập tức kéo cánh tay của nàng, sau đó đứng trước mặt che chở cho Chu Mục. Quý phi nương nương, người bình tĩnh một chút, thần thiếp biết người đau lòng vì mất hài tử nhưng người không thể đả thương bệ hạ. Ta hắng giọng hét lên, chuyển toàn bộ lực chú ý của nàng đến trên người ta. Ngươi là cái thá gì, mau cút cho ta, ta nhất định phải đòi lại công bằng cho hài tử của ta, Chu Mục, nếu ngươi là nam nhân thì ngươi nhất định phải báo thù cho hài tử chúng ta. Nàng vẫn không ngừng hét lên, hai tay cua cua mà hai tay của ta vẫn nắm chặt cổ tay của nàng sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng ta dùng hết sức khiến cho cây châm kia đâm vào ngực ta quý phi nương nương người không được đả thương bệ hạ ta bị thương sau khi hét lên một tiếng đau đớn cả người ta ngã thẳng vào trong lòng chu mục hắn chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy vết máu ngay ngực ta đây là chứng cứ ta xả thân cứu hắn cũng chứng minh người trong lòng hắn đang nổi điên cô khanh tuyết nàng khiến ta quá thất vọng rồi Chu Mục bế ta lên, sau đó nhìn thoáng qua Cố Khanh Tuyết vẫn nắm chặt cây châm, trong mắt hiện ra sự thất vọng trần trụi. Chính nàng kéo tay ta đâm vào ngực nàng ấy. Cố Khanh Tuyết lắc đầu không ngừng, liều mạng giải thích. Chu Mục không trả lời. Trong một năm nay, ta biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện ở trước mặt mọi người, chưa bao giờ tranh giành tình cảm cũng chưa từng cãi nhau với bất kỳ kẻ nào so với việc ta chủ động hãm hại nàng thì việc nàng nổi điên vì mất hài tử nên làm ta bị thương càng đáng tin hơn. Hơn nữa, ta đây vì bảo vệ chu mục. Nàng ấy ngoan hiền như vậy, chưa bao giờ tranh giành tình cảm. Mỗi lần nhắc về ngươi, nàng ấy luôn nói tình cảm của chúng ta không nên dễ dàng phai nhạt như thế mà khuyên ta nên đối xử với ngươi thật tốt. Bây giờ ngươi nói với ta rằng nàng ấy cố ý hãm hại ngươi à? Âm thanh của chu mục từ từ lạnh xuống. Cô khanh tuyết vứt bỏ cây châm kia, hai dòng lệ rơi nhiều hơn, cả người đau thương tới cực hạn. Tới tận bây giờ ta vẫn chưa hề nghĩ rằng ngươi sẽ không tin ta. Chu Mục, thế mà ngươi lại không tin ta, sao chàng có thể không tin ta chứ? Nàng ấy lắc đầu liên tục, so với trạng thái điên loạn lúc trước thì lúc này, ánh mắt nàng đã dần mất đi ánh sáng. Giờ khắc này, mới đúng là đau khổ đến cực hạn. Trong mắt Chu Mục hiện lên một chút mềm lòng, ta cố nhịn đau, cầm lấy tay hắn khiến sự tâm trung của hắn rời đến ta. Thiếp đau, ngực vẫn còn đang đổ máu, ta thật sự rất đau. Một chút mềm lòng không dễ gì xuất hiện trong mắt Chu Mục lập tức biến mất, sau đó hắn không hề do dự mà xoay người, bế ta rời khỏi đó. Chu Mục, chàng thật sự không tin ta sao? Cố khanh tuyết ở sau lưng hô to một tiếng như bước chân Chu Mục không hề dừng lại. Đây là lần đầu tiên, hắn không chọn cố khanh tuyết. Ta nghiêng đầu nhìn cố khanh tuyết ở sau lưng, dòng chính nữ cao cao tại thượng nhà thái phó trong mắt lúc nào cũng ngập tràn sự kiêu ngạo, lúc này đang chìm trong sự đau khổ cùng cực và mất hết ý chí. Đau khổ đi. Nhưng mà sao có thể đau bằng nỗi đau mất đi phụ thân và a nương của ta chứ? Ta có công hộ giá, lại vì vậy mà bị thương cho nên vào ban đêm, thánh chỉ phong ta thành tần truyền tới tẩm cung của ta. Dung Nhi, đây là thứ nàng nên có. Chu Mục ngồi ở trên giường ta, hắn nói đêm nay hắn ở đây với ta nhưng lúc này ta đang bị thương nên không thể thị tẩm, chỉ đành nằm nghe hắn kể mãi không dừng về chuyện quá khứ. Khanh Tuyết từng là một cô nương tốt, khi chấm mới gặp nàng ấy là lúc nàng đang mặc nam trang, đang bênh vực kẻ yếu, không hề có dáng vẻ của tiểu thư khuê các chút nào. Sau này, chấm mới biết nàng là nữ nhi của thái phó, chấm lại càng tò mò về nàng ấy. Chấm biết thái phó có một nữ nhi nhưng nghe nói là cử chỉ đoan trang, không hề bước khỏi khuê phòng nửa bước. Bây giờ chấm lại gặp nàng ấy, hoàn toàn khác lời đồn một trời một vực nàng ấy dẫn ta quan sát cuộc sống của bá tánh rồi còn cho ta ăn những món ta chưa từng thử nàng còn nói cho ta nghe những quan điểm mới lạ mà ta chưa nghe bao giờ nàng khiến ta cảm thấy nàng là một nữ tử vô cùng thú vị về sau nàng mặc nữ trang múa một khúc tại đào hoa uyển trong đông cung chỉ nhìn một cái là trẫm đã yêu nàng ấy hắn cứ kể mãi kể mãi tựa như chẳng biết mệt mỏi ta lại càng cảm thấy kỳ quái lúc trước ta từng nghe nói nữ nhi nhà thái phó rất hiểu quy củ lễ nghi và giáo dưỡng đều là kiểu mẫu của quý nữ kinh thành, cho tới tận bây giờ đều chưa từng ra khỏi phủ. Sao cứ như là thay đổi thành người khác vậy nhỉ? Hành vi cử chỉ lạ thường như thế, còn nói thói đời này không có cái gọi là bình đẳng, nàng ta cực kỳ giống quái thai. Chu Mục vẫn còn nói rất nhiều, hắn kể từ lúc quen biết đến lúc xảy thai, tươi cười trên mặt càng lúc càng ít, cuối cùng là không nói nữa, hắn lập tức thay đổi đề tài. Nàng có công hộ giá, phong tần thôi còn chưa đủ, nàng còn có nguyện vọng gì nữa không? Còn nguyện vọng gì không à? Ta tính tính thời gian, có lẽ cũng tới lúc hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch. Ta nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời, thần thiếp muốn có một đứa bé. Ba tháng sau, thái y bắt mạch cho ta, nói ta có thai rồi. Chu Mục vui vẻ ôm ta vào lòng, một màn này đúng lúc bị cố khanh tuyết bắt gặp. Trong ba tháng này, cố khanh tuyết muốn giết hứa hòa vô số lần nhưng đều không thành công. Dù Chu Mục còn yêu nàng ta nhưng mà hắn đã nắm đủ chứng cứ trong sự kiện đó nên hắn không thể thoải mái đồng ý lời thỉnh cầu của Cố Khanh Tuyết. Đau khổ vô cùng, nàng nhốt mình ở trong cung điện, mãi cho tới khi tin tức ta có thai truyền ra, nàng mới bước ra khỏi tầm cung lần đầu tiên. Cố Khanh Tuyết đặt bàn tay trái lên mu bàn tay phải của mình, hai tay siết chặt tới mức thấy cả mạch máu. Dung Phi đúng là có phúc thật. Đúng rồi, trong ba tháng này ta từ tần trở thành Phi, cũng trở thành nữ nhân được sủng ái nhất trong hậu cung này. Ta cố ý vỗ về bụng dưới trước mặt nàng ta, sau đó mở miệng, nếu quý phi nương nương điều trị thân thể tốt thì sau này cũng có thể có thai mà. Có sao? Dễ gì mà có chứ? Ta nhìn thoáng qua bát canh thuốc mà Chu Mục vừa uống xong. Gần đây ta có thay đổi phương thuốc một chút, dược bên trong có chút khác biệt. Từ này về sau. Hoàng cung to lớn như vậy sẽ không hề có bất cứ hài tử nào được sinh ra. Hứa Hòa bị phương thuốc cổ truyền kia làm tổn thương gốc rễ cơ thể nên sau này cũng không còn khả năng mang thai, nàng ấy đau thương cực hạn, trở nên điên điên khùng khùng, cả ngày cứ ở trong tầm cung, ôm một cái gối trong ngực tự tưởng tượng đó là hài tử của mình. Ta đã từng đi gặp nàng ấy, nàng ấy vừa thấy ta đến đã bắt đầu thét chói tai. Nói là phương thuốc bí truyền của ta hại nàng thành cái dạng này. Ta nở nụ cười, lúc trước ngươi dùng hộp son kia tính kế ta, ta còn cho ngươi một phương thuốc quá công bằng rồi. Nếu nàng ấy chưa từng muốn tính kế ta thì sao ta lại lôi nàng ấy vào vũng nước đục này chứ? Là nàng ấy muốn mạng của ta trước. Cho nên hiện giờ là gieo gió gặt bão. Nhưng cô khanh tuyết sinh non lần đó, thái y nói chỉ cần dưỡng thân thể thật tốt thì ngày sau vẫn có thể có thai. Cũng chỉ là, có thể. Cho nên khi nghe ta nói như vậy, cô khanh tuyết đã hừ lạnh một tiếng, đương nhiên, bản cung nhất định sẽ có hài tử của chính mình đại khái rằng nàng cũng ý thức được giữa hậu cung to lớn như vậy mà không có ân sủng của đế vương thì toàn bộ đều là tạm thời mà thôi. Nhất là lúc này, ta đã có hài tử. Nếu nàng ta còn bướng bỉnh nữa thì có lẽ không có gì cả nữa rồi trên. Dù sao thì nếu Chu Mục muốn có người kế thừa ngôi vị hoàng đế thì không thể không muốn có hài tử, hắn chỉ nhất thời say mê cái gọi là tình yêu nam nữ mà thôi. Cho nên cố khanh tuyết chủ động nhận sai, nàng bắt đầu nói lời xin lỗi với Chu Mục ở trước mặt ta, lúc trước là do ta không tốt, là do ta quá đau lòng vì mất con. Trung Mục, chúng ta có thể trở lại như lúc trước không? Ta cúi đầu cười, không nói. Gương đã vỡ vụn thì làm sao có thể dán cho nó trở về nguyên vẹn được đây? Bảy tháng sau, rốt cuộc ta cũng hạ sinh hài tử. Lúc nằm ở trên giường sinh, ta đau tới mức muốn cắn lưỡi tự sát, tay ta siết chặt chăn đệm, miệng không ngừng kêu hô ra tiếng. Lúc trước, thời điểm mẫu thân sinh muội muội, có phải cũng đau đớn, tuyệt vọng muốn chết như này không? Nhưng mà rõ ràng bà ấy có thể sống mà. Giết người phải đền mạng. Dung Nhi, nàng đã hạ sinh một hoàng tử cho chấm rồi. Chu Mục ôm hài tử còn trong tã lót, tuôn hai hàng lệ nóng, hắn có cảm giác vô cùng đặc biệt khi lên trước phụ thân, ánh mắt nhìn về ta cũng mang theo vẻ cảm kích. Ta nhìn về phía đứa bé kia. dáng vẻ không giống ta, có chút giống phụ thân nó, lúc mở miệng khóc thành tiếng thì lại càng giống hơn nữa thật tốt quá hai tử của ta con sẽ giúp nương báo thủ cho ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu của con đúng không hai tử nở nụ cười với ta lại còn vươn tay ra muốn nắm ngón tay của ta Ừ hình như con ta đang nói An nương con nguyện ý tiệc đầy thắng của huyên Nhi là vị hoàng tử được sinh ra đầu tiên nên tiệc đầy thắng vô cùng long trọng ăn uống linh đình nâng chén uống sảng khoái còn về cố Khanh Tuyết nàng ta vẫn không nói được lời nào, chỉ cầm ly uống rượu, có thể là muốn mượn rượu giải sầu. Từ lúc ta có thai đến lúc sinh đứa nhỏ này, cô Khanh Tuyết đã rũ bỏ toàn bộ tư thái cao ngạo của mình, nàng ta cố gắng hết sức để lấy lòng chu mục, nàng muốn có hài tử lần nữa, sau đó củng cố địa vị của mình. Nhưng chỉ có ta biết rằng cuộc đời này của Chu Mục, ngoại trừ huyên nhi của ta ra thì hắn sẽ không có một đứa con nào nữa. Nâng ly rượu được ba phiên mà cố khanh tuyết đã uống rất nhiều rượu rồi, Đầu óc có hơi mơ hồ. Ta ôm hài tử đi tới trước mặt nàng, nghe nói trong khoảng thời gian này tỷ tỷ vẫn luôn uống thuốc thay cơm, muội tin rằng tin tốt từ tỷ sẽ đến sớm thôi à. Sắc mặt nàng không tốt lắm nhưng cũng biết rằng xung quanh có rất nhiều người, cuối cùng nàng vẫn nở một nụ cười. Ta giao nhi tử cho nàng ở trước mặt mọi người. Nghe nói ôm hài tử nhiều thì sẽ có thể sớm mai thai đó, tỷ tỷ thử một chút đi. Nàng vốn muốn trả lại nhi tử cho ta ngay lập tức nhưng nghe ta nói vậy thì có hơi do dự tỷ tỷ sờ bé một chút đi, bé vô cùng ngoan. Con ta vô cùng ngoan, từ lúc ta ôm nó đứng trước mặt cố khanh tuyết là nó đã không mở miệng khóc tiếng nào. Cố khanh tuyết đưa tay khẽ chạm vào mặt huyên nhi, lúc nàng muốn rụt tay về thì ta hét lên một tiếng. Tỷ tỷ, đừng véo hải tử của ta. Ta hét lên một tiếng, cố khanh tuyết sửng sốt trong khoảnh khắc. Ta với nàng vốn đứng rất gần nhau, ta dùng tay áo bào rộng che đi rồi dùng lực véo lên cánh tay của nàng ta nàng ta không hề có bất cứ phòng bị nào hai tử trong tã lót cứ như vậy mà rơi xuống đập thẳng xuống mặt đất huyên nhi chu mục ngồi trên cao thấy một màn này nhưng vì khoảng cách quá xa ngoại trừ la hét ra thì cũng chẳng làm được gì cả khoảnh khắc con ta sắp tiếp đất ta quỳ thẳng xuống đất tiếp được huyên nhi cô khanh tuyết vẫn chưa kịp phản ứng ta bắt đầu khóc lóc kể lể chỉ trích nàng ta hai tử của ta nhỏ như vậy sao tỷ tỷ nhẫn tâm ném nó đi chứ không Ta không có. Cô Khanh Tuyết liên tục lắc đầu, sau đó đưa tay đẩy ta. Ta nương theo lực tay của nàng mà ngã ngồi xuống đấy, hai tử trong lòng suýt chút nữa lại bay ra ngoài, may mà ta vẫn luôn ôm chặt thằng bé. Thẩm khuyên dung, là ngươi véo tay của ta, ta mới suýt nữa làm rớt đứa trẻ. Cô Khanh Tuyết không ngừng lắc đầu, liên tục giải thích. Nhưng mà Chu Mục đã vọt xuống, sau khi đỡ ta và hài tử đứng dậy, hắn đã ôm Huyên Nhi vào trong ngực sao Huyên Nhi cứ khóc mãi thế này? Chu Mục liên tục vỗ về hài tử, nước mắt cũng suýt chảy ra rồi. Thái y, thái y đâu? Ta không đến xem con ta mà chỉ thẳng tay vào cố khanh tuyết, là nàng, ta thấy nàng véo hài tử của ta. Thẩm khuyên dung, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta vốn không có véo hài tử của ngươi, ngươi vu khống ta, cái đồ tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Cố Khanh Tuyết đỏ mắt muốn nhào qua phía ta nhưng mà vẫn chưa tiếp cận được ta thì đã bị cung nữ và thái giám bên cạnh kéo ra. Trước mắt bao người. Không chỉ có phụ thân của đứa nhỏ này mà còn có thái hậu, còn có tất cả đại thần cùng gia quyến của họ. Tất cả mọi người đều chứng kiến. Họ chứng kiến thấy quý phi Cố Khanh Tuyết say rượu, sau đó vì ghen tị mà cố ý muốn làm rơi huyết mạch duy nhất của đương kim thánh thượng. Tội danh này, ngay cả Chu Mục cũng không cứu được hoàng tử là gốc rễ của vương triều, lại còn là hoàng tử duy nhất, đây là sự tồn tại vô cùng quan trọng. Tội danh suýt chút nữa sát hại hoàng tử này, không ai có thể cứu nàng. Chu Mục có muốn bảo vệ thì cũng sẽ bị mang danh là ngu ngốc. Mà trong những đại thần ở đây luôn luôn sẽ có những người thích lấy chết để can gián. Bây giờ, cô Khanh Tuyết đã không còn một đường sống nào. Ví như lúc này. Thái y ôm hài tử đi, Chu Mục trực tiếp rút bội kiếm tùy thân ra đặt ngay ngực cô Khanh Tuyết. Chu Mục, chàng không tin ta. Lúc này Cố Khanh Tuyết đã bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Chu Mục, đôi mắt ấy ngập tràn đau lòng. Trong mắt Chu Mục cũng chứa đựng vô vàn sự thất vọng, trong ánh mắt không hề có một chút sự tin tưởng dành cho Cố Khanh Tuyết. Dung Nhi là mẫu thân của hài tử, làm sao nàng ấy có thể tổn thương hài tử được đây? Khanh Tuyết, lúc trước nàng hại hài tử của Hứa Hòa cũng vì vậy mà hại chết hài tử của mình, nàng bảo ta phải tin nàng như thế nào đây? Ta đã nói rồi mà gương đã vỡ vụn rồi là lành như thế nào được, làm gì mà có khả năng sẽ y hệt như lúc trước chứ. Ta đi đến lãnh cung gặp nàng ta. Cô Khanh Tuyết không hề còn một chút cao ngạo nào như trước, cả người xề xòa nằm cuộn mình trong góc, vừa khóc vừa cười tựa như có hơi điên dại. Ta còn chưa đi vào đã nghe từng câu từng từ nàng chửi rủa ta. Trung Mục, chàng vì một vũ cơ đê tiện mà muốn giết ta, rốt cuộc ta đã giao trái tim cho một tên nam nhân bạc tình cỡ nào hả? Ta hối hận rồi, ta không nên yêu hắn. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà. La nhân nhớ quả thì ra là có ý này, cực kỳ buồn cười. Buồn cười là tại sao ta lại muốn một đời một kiếp một đôi với một kẻ ở cổ đại chứ? Chu Mục ơi, Chu Mục à, tại sao người lại phụ ta, tại sao chứ? Lúc ta đi tới, nàng ấy lập tức ngậm miệng lại. Chu Mục nói, dù cho chàng ấy hận ngươi thấu xương nhưng vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ, chàng ấy nói muốn đuổi ngươi ra khỏi kinh thành, cả đời cũng không được quay lại. Ta nói lại nguyên văn lời của Chu Mục cho nàng ta biết. Hắn, thật sự không tin ta sao. Cô Khanh Tuyết dựa người vào vách tường, cả người tựa như cái xác không hồn, hoàn toàn không còn chút sức sống nào. Ta cầm vai nàng ta khiến nàng đối mặt trực diện với ta. Suýt chút nữa ngươi đã hại chết nhi tử duy nhất của hắn trước mặt biết bao người, sao hắn có thể tiếp tục che chở ngươi nữa. Không chỉ có Thái Hậu không đồng ý mà Đại Thần trong chiều cũng dâng tấu sớ muốn mạng của ngươi, thiên hạ này chẳng có ai muốn chứa chấp ngươi cả không chứa chấp thì sao chứ cùng lắm thì ta rời khỏi kinh thành này bằng vào sự thông minh và tài trí của ta thì ta vẫn sẽ nổi danh lại thôi cô khanh tuyết trường ta thẩm khuyên dung a à. thẩm khuyên dung có ai ác độc như ngươi không chứ ngay cả nhi tử ruột của chính mình cũng lấy làm công cụ chỉ cần ngươi hơi vô ý một chút thì sẽ hại chết nó thân là một người mẫu thân ngươi quả thật vô cùng nhẫn tâm đau lòng ái náy ư hai từ chỉ biết y y nha nha trong tã lót này có cùng chung một dòng máu với ta thì nó sẽ là công cụ báo thủ của ta nhưng ta sẽ không hối hận chẳng qua một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thật sự thì có lẽ đứa nhỏ này sẽ tìm ta đòi mạng ta không sợ nhưng hiện tại là thời điểm ta tới đòi mạng cố khanh tuyết thế gian này sẽ không còn ai tin tưởng nàng nàng chỉ biết nhớ rõ người nàng yêu nhất là chu mục đã vì một nữ nhân khác và con của hắn mà cầm kiếm để trước ngực nàng hắn luôn miệng nói muốn lấy mạng nàng, sau đó vứt bỏ toàn bộ những lời thề non hẹn biển của bọn họ ra sau đầu. Điều này đối với một nữ tử trong não chỉ toàn là yêu với đương chính là một đả kích chí mạng. Nhưng mà vẫn còn chưa đủ đâu, ta nắm chặt cầm của nàng ta, muốn dùng đầu móng tay sắc bén khảm vào thịt nàng. Mờ, á, u tươi ấm áp chảy vào đầu ngón tay ta khiến ta có cảm giác vui sướng không thể nói thành lời. Cô Khanh Tuyết, ngươi thực sự cho rằng bản thân mình có thể rời khỏi kinh thành này sao? ta có đồng ý à? Sau khi cố khanh tuyết rời khỏi, Chu Mục trầm mặc hơn rất nhiều. Thời điểm kinh thành rơi trận tuyết đầu mùa. Chu Mục đột nhiên sinh bệnh nặng, mê mang rất lâu cũng không chuyển biến tốt hơn, suốt ngày thuốc thang không rời miệng. Mà ta hiện giờ là quý phi, thái hậu bệnh chết, ta đương nhiên là nữ tử tôn quý nhất trong hậu cung, đương nhiên tận tâm tận sức hầu hạ hắn. Mỗi ngày hắn đều mê man hai canh giờ mỗi khi tỉnh lại hắn đều sẽ thấy ta vội vội vàng vàng chăm sóc hắn. Khanh tuyết đến đây, may mà có nàng bên cạnh ta. Trong mắt chu mục lộ ra bi thương nhạt nhạt nhưng lúc này, ánh mắt hắn nhìn ta lại có thêm một chút chân tình. Hắn muốn đưa tay chạm vào mặt ta nhưng mà không còn sức, mới vừa dơ lên đã buông thõng xuống. Ta bưng bát thuốc vừa mới sắc, đặt trên môi thổi thổi. Uống xong thuốc thì sẽ tốt hơn thôi. Hắn gật đầu, thuốc đắng như thế mà hắn uống hết sạch ta nhìn thoáng qua chén thuốc đã không còn gì, lại nhìn Chu Mục đang chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, bất thình lình mở miệng, cô Khanh Tuyết không có rời khỏi kinh thành. Chu Mục đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào ta. Ngược lại, ta tự nói, ta trục xuất nàng ta khỏi hoàng cung, trước lúc nàng ta ra khỏi thành thì ta đã phái người trói nàng ta lại. Sau đó ta tìm đồ tể tốt nhất kinh thành, sai hắn ta lóc từng lớp từng lớp thịt trên người Cố Khanh Tuyết xuống. Vậy vẫn chưa đủ, lúc nàng ấy sắp chết, Ta đã dùng nhân sâm tốt nhất để giữ mạng của nàng ta lại. Sau đó ta dùng roi có gai quất cho nàng ta chảy ra chóc thịt. Ta vẫn còn muốn tiếp tục nói cho xong, nói rằng thời gian này ta đã hát. À, ờ. Hát hát. à cô khanh tuyết như thế nào? D ư. A à, nàng ta tới gần cái chết từng bước từng bước như thế nào nhưng mà Chu Mục đã ngắt lời của ta. Thẩm khuyên Dung, ngươi điên rồi sao? Chấm chỉ lệnh ngươi đuổi nàng ra khỏi kinh thành, không phải muốn ngươi lấy mạng nàng. Hắn khản giọng gào thét nhưng mà dùng sức hét lên quá nhiều nên sau đó đã lập tức bị ho khan một cách kịch liệt. Thế nên lúc hắn muốn gào giống một lần nữa lại phát hiện bây giờ ngay cả nói chuyện cũng khó. Hắn ho ra máu. Ta dùng khăn lau sạch sẽ mờ. Á, u ở khóe miệng cho hắn. Giết người đền mạng, đây là đạo lý bất biến. Cô khanh tuyết vì chuyện riêng mà đoạt ngựa của phụ thân ta, hại mẫu thân ta khó sinh, chết trên giường, nàng còn giết cả phụ thân ta. Sau tất cả ngươi lại ban cho phụ thân một tội danh ám sát thái tử phi tương lại, làm ta muốn nhặt xác ông ấy cũng không được. Thù hận ngập trời như vậy, làm sao ta có thể để cố khanh tuyết dễ chết như vậy chứ? Ta cúi người nhìn hắn, càng cười càng điên cuồng, ngươi có biết nàng chết như thế nào không? Ai bảo nàng ta cướp ngựa của phụ thân ta chứ, ta cho nàng chết dưới vó ngựa, trở thành một đống thịt nát. Vui lắm đó nha. Ta nghe tiếng nàng gào thét trong đau khổ, nói cái gì mà để lại cho nàng ta một đường sống. Nàng nói chỉ cần ở lại thế giới này đủ 10 năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể thoát khỏi thế giới này rồi, sẽ được trở về nơi xưa trốn cũ mà nàng từng sinh sống. Thời hạn 10 năm chỉ còn có vài ngày là đến. Trong khoảnh khắc nàng đang đếm ngược để rời đi đó, ta cho những con ngựa điên lao tới, nghiền tới nghiền lui trên người nàng, cắt đứt con đường về nhà của nàng ta. Giống như nàng đã từng phá hủy nhà của ta vậy. Ai cũng không có tư cách sống hạnh phúc tại thế giới này. Ta không được, nàng lại càng không về nhà dựa vào cái gì mà nàng còn được về nhà đồ điên thẩm khuyên dung ngươi là đồ điên chu mục trừng mắt nhìn ta chằm chằm hận không thể trực tiếp bóp chết ta nhưng hắn đã dần dần phát hiện hai tay của hắn đã không còn sức cả người chỉ có thể nằm trên giường một cách bất lực tức giận như vậy làm gì chứ ta khẽ cười sau đó chỉ vào bát thuốc hắn đã uống cạn những phần thịt bị nghiền nát đó đều được để vào trong bát thuốc của ngươi đó không phải các ngươi thể non hẹn biển, hai ngươi nói cả đời sẽ không xa rời nhau sao. Ta sẽ tác thành cho hai người, ha ha ha. Chu Mục nghe lời nói của ta xong, vẻ mặt lập tức đờ đẫn, sau đó điên cuồng nôn mửa. Nhưng mà ta đã đưa khăn tay nhét vào miệng hắn trước. Tay hắn không còn sức, ngoại trừ dùng ánh mắt chừng ta thì chẳng thể phản kháng được gì cả. Hai năm qua, mỗi ngày ta đều tự tay đưa canh thuốc cho người uống, cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi. Giết người thì đền mạng cô Khanh Tuyết đã trả giá cho hành động của nàng ta. Còn về phần ngươi, ngươi cứ yên tâm nhắm mắt xuôi tay đi. Thuốc kia đã bắt đầu phát huy tác dụng, miệng hắn còn ngậm một cái khăn nhưng vẫn không ngừng hộc máu ra ngoài, ít hầu hắn nức nở tựa như muốn phát ra tiếng. Nhưng cho đến cuối cùng, hắn cũng chỉ chừng to đôi mắt đầy thù hận nhìn ta. Còn ta thì nở nụ cười đến điên cuồng với hắn. Yên tâm, giang sơn này to như vậy, ta sẽ giúp ngươi trông chừng nó thật tốt. Hắn, chết không nhắm mắt. Mà ta, cuối cùng cũng báo được thủ. Ta trở thành Thái Hậu. Huyên Nhi còn quá nhỏ nhưng lại là hoàng tử duy nhất. Cho nên khi đế vương băng hà, vị hoàng thượng sơ sinh còn trong tã lót, chưa biết gì cả được ta bế trên tay và ngồi vào ghế rồng, nhận sự bái lại của triều thần, trở thành tân đế vương của vương triều này. Mà nhà mẹ của ta, sau khi được truy phong thì liên tục nhận hương khói. Huyên hòa năm thứ nhất. Đế vương nhỏ tuổi, Thái hậu thẩm thị nắm quyền trong tay. Từ đó về sau, khởi đầu 15 năm buông rèm chấp chính. Hoàn toàn văn.